Có nhiều bạn nói là những người Việt hải ngoại là những kẻ lưu vong. Không phải. Đảng Cộng sản còn mong Việt kiều, còn mong những người Việt ở hải ngoại quay trở về để mà mang tiền đô về, cũng như là giúp cho đất nước Việt Nam được giữ vững lại. Chứ nếu không có những đồng tiền đô của những người Việt hải ngoại đem về Việt Nam thì Việt Nam đã chết từ lâu rồi, đúng không các bạn? Đó là cái nhạc phẩm Hành trình tìm tự do mà chút nữa đây John cũng sẽ nói một chia sẻ một số về vấn đề mà tình hình đấu tranh các bạn trẻ trong nước ở hải ngoại cũng như là trên diễn đàn Facebook livestream các bạn ha. Thì đầu tiên trước tiên John gửi lời chào đến các bạn khi mà John giải thích một chút xíu gì đó về cái lời nhạc trong cái nhạc phẩm Hành trình tìm tự do, trong đó có cái câu lưu vong, thì hy vọng mọi người hãy hiểu rõ hơn cái câu lưu vong như thế nào. Thật sự chúng ta không phải là lưu vong ha các bạn. Chúng ta là những người Việt sinh sống nước ngoài và chúng ta sẽ quay về Việt Nam bình thường thôi, đâu có phải là không được cho vô đâu, đúng không? Chỉ có khi nào mà cộng sản sợ người nào không cho người ta vô thì cái đó là tính sau ha. Ví dụ như Lisa Phạm không được về Việt Nam đại khái rồi. Mình quay lại chương trình ha các bạn. Thì đầu tiên trong những ngày qua vừa rồi chúng ta thấy John có nói về một số về vấn đề mà hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, có làm chung một cái livestream với lại Thanh Luân. Thì mới đây nhất có một số mặt hàng mà đồ hộp của Thái Lan, đóng một Thái Lan đã đưa vào thị trường Bắc Mỹ, giống như là Mỹ hoặc là Canada hoặc là các nơi. Thì thật ra trong cái hộp nấm mà một người mà đã đưa lên quay video á, thì John cũng đã từng biết cái chuyện đó, John đã từng thấy và không bao giờ ăn, tức là lâu rồi, cách đây xảy ra lâu rồi mà thời điểm đó không có làm livestream cho nên không có đưa lên livestream cho mọi người thấy, đúng không? Thật ra thì John không bao giờ ăn những cái hàng mà hàng hóa đồ hộp các bạn, tại vì bên đây nấm rồi mọi thứ đều là đồ trái cây tươi hoặc là thực phẩm tươi thì không gì chúng ta phải ăn 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 loại đồ hộp, đúng không? Có một số những món ăn thì nhiều người lại thích dùng đồ hộp để cho nó tiện là một. Thứ hai nữa là có sẵn trong nhà cái việc đổ vô nấu thì đó cũng là một cái sự thuận tiện. Nhưng sau cái post của cái hộp nấm rơm mà mọi người thấy được rằng ngày hôm nay nó đánh là Made in Thailand nhưng trong đó là thành phẩm của tàu, thì đây cũng là một cái chiêu trò mà muốn tàu cộng muốn đánh sập nền kinh tế của Thái Lan, giống như trước đây đã từng đánh sập nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam. Đó là cái sự thâm hiểm của tàu cộng, đúng không, của Trung Quốc. Đến bây giờ các bạn thấy có ai còn dám ăn những thực phẩm của Thái Lan hay không? Nếu như đất nước Thái Lan họ biết được điều này, họ hiểu được điều này thì cũng đã quá trễ rồi, đúng không? Lượng hàng hóa mà đồ hộp đa số các anh chị nào mà sống ở bên 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 nước ngoài vô các siêu thị, các bạn thấy đa số đồ hộp mà về trái cây đồ hộp, về thực phẩm đồ hộp đa số là Thái Lan, vì Thái Lan có một cái nền công nghiệp về vấn đề mà sản xuất đồ hộp coi như là có tiếng trên thế giới các bạn. Đa số là đồ hộp là made in Thái Lan. Có lẽ họ có những cái kinh nghiệm cũng như là cái kinh nghiệm để làm để ướp đồ hộp, để chế biến đồ hộp để gửi để xuất khẩu. Thì ngày hôm nay chính Trung Quốc đã đánh vào cái thị trường xuất khẩu của Thái Lan, đó là những mặt hàng đồ hộp. Thì quay lại tại sao mà cho dẫn chứng như vậy là Việt Nam chúng ta trước đây cũng đã từng như vậy, đúng không? Chúng ta đã từng xuất khẩu tiêu, đúng không, hạt tiêu các bạn, rồi xuất khẩu các mặt hàng về các mặt hàng thực phẩm, rồi cá, rồi thực phẩm thủy hải sản. Nhưng đặc biệt nói đến tiêu thì các bạn nhớ rằng trước đây Việt Nam cũng là một trong những nước trong vùng châu Á mà xuất khẩu tiêu cho Bắc Mỹ nhiều nhất. Thì chính khi mà Việt Nam có cái nền mà xuất khẩu mặt hàng xuất khẩu tiêu cho Bắc Mỹ, cho đất tất cả các nước ở bên nước ngoài, thì thằng tàu cộng nó nhắm vào mục này và nó vô Việt Nam, nó thu gom những thương lái vô thu gom tiêu, thì Việt Nam, người dân Việt Nam hoàn toàn không biết, đúng không? Hoàn toàn không biết. Nó đặt những cái cơ sở để mà xuất nhập khẩu, nó mở những cái văn phòng gọi là trách nhiệm hữu hạn ngay trong tại Việt Nam, và nó đóng gói hàng
hóa ngay trong Việt Nam, và nó tiêm nhiễm cho người dân Việt Nam hãy làm đồ giả, hãy pha tiêu vào hột đu đủ, pha tiêu vào những cái hột rau mùng tơi phơi khô, rồi làm những mặt hàng gian xảo để mà trộn vào để mà xuất khẩu. Đến lúc khi mà người dân ở bên này tiêu dùng họ phát hiện ra cái ngành thực phẩm bên này, họ phát hiện ra là những cái hạt tiêu make in Việt Nam hoặc là những cái sản phẩm của Việt Nam mà đưa qua bên này hoàn toàn là đồ giả, hoàn toàn là những đồ thiếu chất phẩm, thiếu chất lượng, thì họ không cho nhập nữa. Họ không cho nhập nữa. Và đến ngày hôm nay thì sao? Đến ngày hôm nay khi mà cái ngành xuất khẩu không còn uy tín trên thị trường nữa, thì thằng Tàu nó bắt đầu nó mới vô Việt Nam để nó mua mặt hàng, những mặt hàng của Việt Nam, nó đưa về Việt, bên Trung Quốc để mà nó đóng gói, nó xuất khẩu. Tại vì ngành xuất khẩu Việt Nam mất tiếng rồi. Là chính vì nó đã đánh vào cái tên tuổi của Việt Nam các bạn. Đánh vào cái tên tuổi Việt Nam chúng ta, cái mặt hàng xuất khẩu. Đó là cái sự cai trị của cái đảng Cộng sản, của cái đám chóp bu, nó không hiểu được cái nền kinh tế của Việt Nam nó quan trọng đến mức độ nào. Đúng không? Những mặt hàng xuất khẩu, nói đến tiêu, mình chờ các bạn chờ mình chút xíu nha. Chẳng quay lại. Thank you các bạn. Nói đến những mặt hàng xuất khẩu, các bạn biết là cái mức mà hàng nhập khẩu từ ở các nước châu Á hoặc các vùng đất nước lân cận đối với khu vực Bắc Mỹ nó rất là quan trọng và là một cái nền kinh tế lớn cho một đất nước, đúng không? Thì các bạn thấy, nói đến tiêu, đây là hồ tiêu các bạn. Mình lấy cho các bạn coi luôn. Thì tiêu này á là, để coi, cái này nó đóng gói ở Ottawa, nó đóng gói ở Mỹ. Mặt hàng này hạt tiêu này, ok, cái này nhập từ Ấn Độ ha các bạn. Cái này tiêu này nhập từ Ấn Độ, còn đây là ớt ha. Cái này để mình cho các bạn Việt Nam thấy đây là cái nguồn hàng mà xuất khẩu của Việt Nam ngày hôm nay đã mất tai tiếng, đã mất tiếng trên thị trường của Bắc Mỹ, mất tiếng trên thị trường thế giới. Lý do tại sao? Còn đây á là ớt. Ớt này các bạn thấy không? Ớt đối với Việt Nam mình là một đất nước trồng ớt cũng đâu phải là thua, đúng không? Dân Việt Nam mình ăn ớt, ăn còn đủ loại ớt hết. Mà đây là loại nó gọi là crushed red pepper, tức là ớt đỏ ha. Thì cái này nhập từ Ấn Độ. Từ Ấn Độ ha. Cái này cũng từ Ấn Độ. Mà các bạn biết là tiêu sọ này ở Việt Nam trồng là số 1, đúng không? Việt Nam mình còn có tiêu trắng, tiêu đỏ, tiêu đen này nọ. Mà đến ngày hôm nay, các bạn thấy vì cái lý do mà thằng Tàu Cộng, thằng Trung Cộng, Trung Quốc nó vô Việt Nam, nó làm những cái thương lái, nó biết chắc cái nền kinh tế của Việt Nam có đầy đủ những mặt hàng để mà xuất khẩu, để mà đấu cái nền kinh tế đối với nó, cho nên nó vô Việt Nam, nó đã đánh sập cái nền kinh tế. Đó là cái nền mà gọi là xuất khẩu hàng hóa đi các nước, đi châu Âu, đi Bắc Mỹ, đi châu Úc. Thì đó là hai cái ví dụ nhỏ thôi mà John giới thiệu với các bạn. Đó là gia đình nhà John, các bạn thấy không? Ớt khô cũng phải là nhập của từ Ấn Độ. Tiêu sọ cũng nhập từ Ấn Độ. Đó là cái niềm mà mình muốn nói cho các bạn biết. Đảng Cộng sản hoàn toàn không có một cái tri thức cũng như là một cái tầm mà cái tầm hoạt động về kinh tế cho một đất nước ha các bạn. Nó chỉ là tối ngày nó tìm sao mà nó thu tiền, mặt thằng nào hút tiền thằng đó để mà cho làm giàu riêng, rồi gia đình con cái thì gửi qua nước ngoài. Đó là cái điều mà tụi nó tự điều quan trọng mà chính tụi nó muốn làm. Rồi thu cái nguồn lợi tức riêng, thằng nào cũng xây biệt thự, thằng nào trong nước cũng như là nước ngoài, chỗ nào cũng xây biệt thự là của mấy thằng chóp bu Đảng Cộng sản. Thì đó là cái điểm mà cho muốn nhấn mạnh cho các bạn thấy tại sao những mặt hàng về nông hải sản cũng như bây giờ sắp tới đây là thủy sản
của Việt Nam sẽ bị tuyệt quệ không vào được các thị trường nước ngoài nữa. Nhưng mà hàng hải sản thì đã bị đánh sập từ lâu rồi. Về vấn đề tiêu sọ ha, có ai đời nào tiêu sọ mà đem đi lấy hột đu đủ với lại hột đu đủ với lại hột 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 rau mùng tơi phơi khô mà thiệt công nhận đó, nó cũng giống thiệt hột đu đủ mà các bạn phơi khô nhìn nó y chang hột tiêu sọ, không khác tí nào hết, không khác một tí nào ha. Thì chính vì cái điều mà cái nền kinh tế nó càng ngày càng tụt hậu, nó với tăng cái nền cái nợ công của ngày hôm nay. Ngày hôm qua cho có đọc một cái bài báo ở trên trang mạng, nợ công ngày hôm nay của Việt Nam trên mỗi một đầu người, một bé mới bắt đầu sanh ra, mới đầu sanh ra thôi đã gắn trên đầu 52 triệu. 52 triệu là bao nhiêu ngàn đô? 52 triệu chắc ở khoảng mấy ngàn đô đúng không các bạn? Thì đại khái là trên bài báo Lao Động, tức là nợ công ngày hôm nay trên một đầu người, một đứa trẻ mới sanh ra là đã gắn 52 triệu đồng tiền nợ. Thì nói đến nợ công, nói đến vấn đề mà nợ xấu của một đất nước, nợ xấu của một đất nước nó đơn giản lắm. Tại vì có nhiều đứa dư luận viên, có nhiều kẻ dư luận viên hoặc là tình báo Hoa Nam gì đó, nó cố nó làm cho người dân trong nước, những người mà không để ý đến cái nợ công là gì, cái tiền mà cái gọi là tiền chết, hoặc là debt á, tiền debt của một đất nước là như thế nào. Ai cũng chỉ có đâm đầu đi làm cơm áo gạo tiền, buôn buôn thúng bánh bưng, còn thanh niên thì cứ cắm cổ đi học, họ không để ý đến cái nền kinh tế cũng như là chính trị của Việt Nam ngày hôm nay như thế nào, nợ công nó ra sao. Một đứa trẻ mới sanh ra bắt đầu mà đi nói chốt một chút xíu, nói vui một chút xíu, hai vợ chồng trẻ mà mới cưới nhau nghe bà xã có bầu vui quá đi vô siêu âm phát, ví dụ như là không có sinh đôi thì thôi, thì ok siêu âm con trai 52 triệu ha, bắt đầu thiếu 52 triệu. Nhưng mà lỡ mà siêu âm một phát á, mà là sanh đôi một cái tức là 104 triệu đúng không các bạn? Mình lập gia đình bên này á, nói đó là nói cái chuyện vui đúng không, mình cũng rất là muốn là bà xã có con có bầu sanh đôi để mà mình thích có con sanh đôi đúng không, nhìn nó thích nó mặc dù nuôi con sanh đôi, mình có một người bạn con sanh đôi nuôi rất là cực, nhưng mà chính bản thân mình cũng thích, rất là thích. Tại vì bên này nếu mà có con sanh đôi thì mình còn được nhận tiền chính phủ double đúng không, mình được nhận tiền sữa tiền này tiền kia double lên đâu có sao đâu, mà mình gia đình mình được vui. Còn bây giờ ngày hôm nay các bạn trẻ ở Việt Nam lập gia đình siêu âm một cái mà thấy có một đứa thì là 52 triệu, mà siêu âm hai đứa là 104 triệu. Đó là cái nợ công mà một đứa trẻ bắt đầu hình thành trong bào thai là đã thiếu nợ rồi. Thiếu nợ đây là gì? Đó là cái số tiền mà của một đất nước bị tụt hậu về nền kinh tế, mà khi khi mà mọi người, tất cả từng người dân là người công dân của Việt Nam trên một đất nước bắt buộc phải chịu cái gánh nợ đó, là vì đất nước muốn muốn xóa bỏ cái nợ đó thì phải như thế nào? Phải lấy thuế của người dân mà thôi, dùng cái thuế của người dân để mà trừ dần. Nhưng mà các bạn thấy nền kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay ra sao, càng ngày càng thiếu nợ, càng cái tiền nợ nội cái nước mà tiền mượn của quốc tế để mà về đầu tư trong nước đã không kịp để tiền mà để mà trả nợ đáo hạn, cái tiền nợ càng càng tăng lên. Cách đây không lâu, khoảng 3 4 bữa nay thì một bài báo nói về cái ngành mà đóng tàu. Đánh tổng tàu sắt các bạn không thấy không, công nợ lên tới 470 tỷ đó, tức là Việt Nam chỉ có nợ và nợ chứ không có tiền để mà trả nợ. Cho nên chính vì điều đó, một số bạn dư luận viên, các bọn dư luận viên hoặc là những kẻ mà nó không hiểu hoặc là cố tình nói là Canada cũng thiếu nợ vậy, Canada cũng có nợ, cũng có tiền, có nợ chết vậy, có debt vậy, tức là rồi Mỹ cũng có debt vậy. Đương nhiên là có, Canada cũng có và Mỹ cũng có, nhưng phải hiểu rõ một vấn đề, một đất nước ví dụ nói riêng Canada, cho dù hàng năm thủ tướng và trên bộ máy trên trên quốc hội họ luôn luôn công bố cái con số mà tức là số số debt á, số tiền thiếu á, của ngân sách á, thì họ phải công bố lên, nhưng mỗi một thời hạn họ luôn luôn cố gắng làm sao để mà
có tiền thu nhập để mà đập vào cái tiền 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 debt. Nhưng đối với một đất nước tư bản phát triển như thế này, cái tiền debt nó không phải là cái quan trọng, là tự vì họ còn tài nguyên, họ còn nhân lực, họ còn kinh tế của họ vẫn còn mạnh, đồng tiền của họ có giá trị trên trên thương trường, có giá trị trên thế giới, đúng không? Ví dụ như họ in ra một tờ $100 thì họ đã trả nợ. Ví dụ như giờ họ thiếu nợ một cái công ty, mình nói một cái chu vi nhỏ, họ thiếu nợ công ty của Việt Nam là $1,500,000, họ chỉ cần in ra $100 là họ đã trả được bên Việt Nam rồi. Đó là mình nói một cái ví dụ nhỏ để mình không có cần mường tượng đến con số gọi là tỷ tỷ hoặc là nọ, đúng không? Thì bọn dư luận viên á, hoặc là những kẻ mà cố tình đánh phải nói xấu lại những nước tư bản như là Mỹ hoặc Canada cũng là thiếu nợ. Cái thiếu đó chỉ là để cho những thủ tướng hoặc là những tổng thống mà bắt đầu nhận nhiệm kỳ, họ cố gắng làm sao cho đất nước mạnh hơn. Tuy nhiên phía sau họ, cái nguồn lực cũng như là nguồn tài nguyên nó vẫn còn nằm đó, đúng không? Nó vẫn còn nằm đó. Canada này mỏ vàng, mỏ dầu, các bạn thấy không? Ở Alberta chuyên về sản xuất dầu, dầu ở Canada xuất khẩu qua bên Mỹ rất là nhiều ha. Mỹ là mua dầu của Canada cũng rất là nhiều. Còn Mỹ còn ngầu hơn, Mỹ còn có tài nguyên mà còn không chịu khai thác. Chơi ngầu vậy đi mua. Đó là cái điều mà mình nghe sơ qua các bạn nói. Tức là thật sự là Mỹ, các bạn, Mỹ ở California là có những mỏ vàng rất là lớn ha. California khi mà mình đọc qua những cái tiểu sử cũng như là những cái vùng đất California là đó là mỏ vàng rất là nhiều ha. Mỹ đâu cần khai thác, đúng không? Họ không cần khai thác mà đất nước của người ta còn là một cường quốc rồi. Cũng chỉ là họ khai thác là tại vì sao họ không muốn khai thác, là vì cái nguồn nhân lực cũng như là cái nền kinh tế của họ mạnh rồi, họ tự deal với lại các nước chung quanh. Cho đến khi nào mà tất cả các nước chung quanh chết rồi thì may ra họ bắt đầu họ mới dùng cái tài nguyên trong nước của họ, giống như Canada vậy. Dầu mỏ dầu của Canada là lấy từ cát các bạn ha. Canada là có một cái mỏ dầu ở trên Alberta, họ lấy từ cát, họ lọc dầu ra ha các bạn. Canada rất là cũng cái nguồn tài nguyên cũng rất là phong phú và hầu như họ chưa cần phải khai thác nhiều. Họ chưa khai thác nhiều các bạn. Đó là mình nói một số vấn đề về kinh tế của Việt Nam, cái nền kinh tế về xuất nhập khẩu cũng như là về cái nguồn nợ công. Một chút nguồn nợ công để cho các bạn trẻ hiểu được là đừng nghĩ rằng nước Mỹ, nước Canada ăn cũng thiếu nợ vậy. Đừng có lo, cái này là gọi là lo bò trắng răng đó. Lo bò trắng răng. Các bạn biết, chỉ cần nói một cái ví dụ này nữa thôi thì các bạn sẽ thấy được cái nền kinh tế cũng như là đất nước người ta. Một đứa trẻ sanh ra ở Canada, bắt đầu ngày sanh ra là tại bệnh viện họ đã làm giấy tờ sanh lúc mấy giờ, ngày mấy. Tính từ lúc đó, một tháng sau là tiền vô, tiền của chính phủ cho liền, đúng không? Tiền cho liền, một tháng một đứa tiền sữa là khoảng 700+ cho vô liền, đúng không? Rồi cộng tiền này tiền kia vô. Nếu mà bạn nói là một đất nước Canada cũng thiếu nợ, tôi không thấy cái điều đó. Trong khi một đứa trẻ ở Việt Nam mới siêu âm thôi là đã gánh nợ 52 triệu rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản để mọi người thấy được những cái xuyên tạc của đám dư luận viên hoặc là những người mà không hiểu rõ vấn đề mà cứ nói là Canada cũng thiếu nợ, Việt Nam thiếu nợ, chuyện là bình thường. Không phải. Không phải các bạn. Các bạn thấy được cái cuộc sống, cái giá trị và cái cuộc sống của con người nó như thế nào, đúng không? Canada sanh ra, bắt đầu sanh ra có giấy ký của chính phủ, có giấy ký của bác sĩ ở nhà thương là bố mẹ đã bắt đầu là có account của đứa bé, là chính phủ đã gửi tiền vô ngay. Đã gửi tiền sữa vô ngay. Một đứa là 700+, hai đứa là 1,000+ liền, đúng không? Con của John đến giờ phút này vẫn còn nhận tiền sữa cho tới 18 tuổi các bạn. Nó nhận tiền sữa tới 18 tuổi, tức là hai đứa nhóc. Cho nên các bạn trẻ ở Việt Nam khi các bạn có gia đình, lập gia đình, ai cũng mong có con, đúng này nọ không? Mà nếu như các bạn nghe được cái tin ở một đứa con sanh ra như vậy, nó thiếu 50+ triệu như vậy, các bạn có thấy đau lòng hay không? Các bạn có thấy sợ hay không? Tuy là các bạn nói con mình nói là thiếu nợ, tức là một con số ảo, nó không ảo một tí nào các bạn. Nhiều bạn nói là nói như vậy là con số ảo chứ đâu có ảnh hưởng tới mình. Nó ảnh hưởng chứ các bạn.
khi mà bạn đưa bà xã đi vô sanh thì tiền viện phí nó đã trạc vô trong đó, và tiền viện phí đã có những cái khoản tiền 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 bác sĩ, rồi tiền tiền đỡ đẻ, hoặc là những cái tiền đó các bạn đã đóng thuế trên đó rồi. Đó là một cách con số âm thầm các bạn đã trả, chứ các bạn đừng nghĩ rằng nó có nhiều người hôm vừa rồi message cho nó cái nợ công như vậy là con số ảo thôi, nó chỉ nói là một người là sanh ra như vậy là 50 mấy triệu là số ảo. Nó không ảo, mà chính các bạn phải trả cho cái tiền đó. Những ông bố bà mẹ chồng đưa bà xã đi sanh, tiền trả tiền xăng, đó là tiền thuế đã trả trên xăng rồi, đi vô bệnh viện trả tiền bệnh viện, tiền tiền viện phí đã trả tiền trong đó rồi, đúng không? Đã trả tiền những cái tiền thuế, những cái tiền sơ vệt, những cái tiền mà để cho người ta phục vụ đã là trả tiền rồi, và những đồng tiền đó nó đã gắn trong cái tiền nợ công mà các bạn đang âm thầm trả mà các bạn không biết ha. Cho nên tại sao cái cuộc sống cũng như cái nền kinh tế của Việt Nam ngày một nó tụt hậu, người dân Việt Nam cuộc sống ngày càng khổ sở hơn, cùng cực hơn, đó là những cái con số nợ công mà Đảng Cộng sản ngày một đè trên, gánh nặng trên người dân để mà rút tiền của người dân để mà trả cái tiền nợ công chung của đất nước. Nhưng cái tiền cái phone của cho nó hết pin, chờ chút nha, cho nó cắm pin. Đừng hết pin nha, sorry. Sorry các bạn, cái phone nó báo hết pin. Đúng không? Mình nói lại, đó là tiền nợ công ha các bạn. Thì mọi người cứ cứ nghĩ rằng là cái tiền nó không ảnh hưởng đến mình, nó ảnh hưởng chứ. Cho nên tí lý ngày hôm nay các bạn thấy đi ra ngoài đường con nít đi bán vé số, ông bà già, ông bà lão đi xin ăn bán vé số mọi người. Tại vì sao? Tại vì cái nguồn nợ công của đất nước nó cao quá, không có cái nguồn để mà gọi là phúc lợi cho người dân, mặc dù người dân vẫn đóng thuế đều đều, vẫn hàng ngày vẫn phải đổ xăng đóng thuế, tiền ăn tiền thực phẩm đi chợ vẫn đóng thuế, người dân đi xe vẫn đóng thuế. Nhưng người dân Việt Nam không có nghĩ xa hơn là mình đang âm thầm trả thuế cho Đảng Cộng sản, đúng không? Nhưng người dân không nhìn lại là Đảng Cộng sản đã dùng cái thuế đó để làm gì? Để xây biệt thự, đúng không? Để bỏ vào tài khoản riêng, thằng nào cũng có mấy trăm triệu đô la, chứ không nói tiền Việt Nam nhé các bạn, trăm triệu đô la. Không, các bạn thấy khui ra không, trăm triệu đô la. Con thì đi qua Mỹ sống, đi qua Mỹ học, đúng không? Mua biệt thự, tiền bạc triệu trong tài khoản ha. Cái điều rất là rõ, nó rõ, mọi mọi việc nó rõ như ban ngày. Rất là may mắn ngày hôm nay cái nền mà gọi là internet cũng như là thông tin trên trên mạng nó rộng rãi, mọi người còn thấy ra được, đúng không? Chứ còn ngày xưa ví dụ như cho thấy là có nhiều lúc mà nhiều bạn post những cái hình, ok đây là nhà nhà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là nhà của Kim Tiến, đây là nhà của trưởng công an, rồi đây là nhà của Trọng Lú. Các bạn thấy nhìn những căn nhà không? Nói thật nha, nhà của Thủ tướng Justin Trudeau bên này á, mình thấy còn chưa bằng á. Cho mình nói cho bạn biết, đúng không? Nhìn những căn nhà mà của gọi là những tài phiệt của Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó còn khủng bố hơn là những căn nhà mà của những thủ tướng cũng như là tổng thống ở bên nước ngoài các bạn. Cho nên đó là cái điểm nhỏ mà cho muốn chia sẻ với lại các bạn trẻ ngày hôm nay, để các bạn thấy được rằng cái nợ công cũng như là cái tiền nợ mà của Việt Nam là các bạn đang gánh và các bạn đang âm thầm trả, chứ không có ảo ha, con số đó không ảo một tí nào. Tại vì nếu như những cái nợ công cũng như là cái tiền nợ công cũng như là tiền tiền debt của một đất nước mà nó không bị nhiều á, thì cuộc sống nó sẽ dễ thở hơn, đúng không? An sinh xã hội nó sẽ tốt hơn, sẽ không có nhiều những đứa trẻ phải bỏ học, không có nhiều những đứa trẻ phải bỏ học để mà đi bán vé số hoặc là đi lượm ve chai, ông cụ bà già không phải đi lang thang trên những đường phố để xin ăn. Cái điều đó nó không có ha, nó không có. Đó. Nói đến xin ăn thì
mà chắc cái chuyện này cho có nói rồi nhưng mà cho nói nhanh để trong cái chương trình này luôn. Có nhiều người mà ở bên Việt Nam hoặc là một số người mà họ đi đi du lịch một du lịch ngắn hạn đúng không? À, khi mà họ đi du lịch đó, thì thường thường họ đến những thành phố lớn các bạn. Họ đến những thành phố lớn thì đa số những thành phố lớn, ví dụ như mình đi bên đây thì Toronto, Montreal hoặc Vancouver, những thành phố lớn, thì khi mà thành phố lớn nó sẽ tập trung đủ các loại người, nó đủ các loại người các bạn. Thì đa số cách đây khoảng mười mấy năm có một người bạn bên Việt Nam qua du lịch, thì sau đó thì người bạn cũng nói là ồ bên bên Toronto vậy cũng có người đi xin ăn chứ đâu không có. Thì mình có giải thích nhìn những cái người đó nó có hai loại. Nó cái loại ha. Một loại á nó gọi là nhóm hobo people. Hobo people đó là một cái loại người như ta như vậy, họ không có muốn có nhà, bây giờ cho nhà họ cũng bỏ ra, họ đi lang thang vậy đó. Họ đi lang thang hết vùng này đến vùng kia, hết bang này đến bang kia, họ đi xe lửa, họ cứ nhảy lên xe lửa họ đi, và chính phủ có cấp giấy cho họ để đi 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 được free ha, đi miễn phí. Đó là nói riêng cái nhóm hobo people. Mà khi các bạn nhìn thấy cái nhóm hobo people này nhìn nó khủng khiếp lắm, nó rất là dơ. Và nó ở dơ còn ghê hơn là những người đi ăn xin ha các bạn. Nếu như các bạn đi trên đường phố bạn thấy những người mà tóc tai dơ, rồi có người nuôi cả chuột, họ họ ôm cả chuột họ nuôi trong người, tức là họ nuôi trong người luôn. Thì đây là cái nhóm người hobo people. À, nếu như các bạn mà không muốn biết tìm hiểu nhiều thêm chi tiết nữa thì các bạn vô Google, các bạn đánh hobo people ha, hobo people, đó là cái tên mà dành riêng cho cái nhóm hobo people này. Họ đi ăn xin, họ phải ăn xin đâu, họ cứ ngồi vậy, họ để vậy, ai cho nhiều cho rồi họ ăn, đúng không? Tuy nhiên bên mặt trong đó họ vẫn có tiền của chính phủ cho các bạn, họ vẫn có tiền của chính phủ cho. Nếu mà họ trong ngày họ để nón tiền, họ không có tiền thì họ vẫn đi vô food bank. Ở Toronto này có một cái chỗ mà tập trung cho những người mà nó gọi là food bank, để cho người ta đến đó họ ăn free đó các bạn. Giờ sáng, giờ lunch, giờ dinner thì ai mà ấy muốn vô cái việc ăn thì đa số là súp rồi những cái món ăn Tây thôi, đúng không? Thì ai muốn vô ăn thì ăn. Đó là những nhóm người hobo này, nếu như họ không tìm được tiền trong ngày thì họ vô đó họ ăn vậy thôi. Và ngoài ra chính phủ vẫn cho tiền, vẫn có tiền của họ nếu mà người hobo đó thuộc bên nhóm Canadian hoặc là nhóm người hobo đó thuộc bên United States, tức là bên Mỹ, thì họ vẫn có tiền và họ làm những công việc như vậy, họ cứ ngồi để họ xin ăn. Nhưng mà thật sự họ không phải là xin ăn ha. Nói riêng ra nhóm hobo people. Một nhóm thứ hai đó là những nhóm người có thể như là họ bị stress, họ bị bệnh về tâm lý, mentally problem, tức là họ bị bệnh, họ không thể nào có khả năng làm việc, hoặc là họ bị alcohol, họ bị uống rượu nhiều quá, rượu bên này nó rất là nhiều đúng không? Cho nên ai mà uống rượu thường á thì sẽ rất là dễ bị gọi là nghiện rượu, nghiện rượu. Các bạn cho đã từng làm cho những cái shelter ở chính phủ đó thì các bạn biết những người mà nghiện rượu nó khủng khiếp lắm. Nó khủng khiếp, nó không thua gì những người mà nghiện xì ke khi lên cơn ha các bạn ha. Cho nó chứng kiến rất là nhiều người, rất là nhiều case mà những người nghiện rượu ha các bạn. Tay chân họ cũng run hết như vậy là mà họ cũng không nói được nữa. Và lên cơn không thua gì những người mà nghiện xì ke. Cho nên những cái người này họ nếu mà bị nặng á thì chính phủ sẽ giữ họ trong những shelter để mà điều trị. Đúng không? Họ sẽ therapy, họ điều trị cho họ. Nhưng có những người mà bị nhẹ nhẹ, tức là còn ok đó, thì họ ngồi trên đường như vậy đó, tại họ không còn làm việc gì được nữa, họ chỉ ngồi đó để mà những người đi quay lại giống như cho họ, những người cảm thấy được, thông cảm được những người này thật sự là họ bị mentally problem, họ không có khả năng làm việc được nữa là vì họ đã bị lỡ bước chân, bị sa cơ thất thế vì một cái điều lý do gì đó, bị bồ bỏ không này. Ví dụ bị bồ bỏ buồn quá, uống rượu ngày một, ngày đầu tiên uống xịn, ngày thứ hai nửa lít, ngày thứ ba 1 lít, ngày thứ bốn 2 lít, uống từ từ nó tăng lên, thế là đến một lúc nào đó bị nghiện rượu mà không biết, đúng không? Thì họ ra họ xin ăn, họ ngồi hết, họ xin tiền, họ ăn trong ngày. Nhưng khi họ ngồi như vậy họ vẫn có tiền của chính phủ. Chà là nó bị vợ đổi đó kìa. Nhưng mà thường họ để có một lon thôi nha, chứ không phải họ để 5 lon nha. Cho có biết có người coi bói, có người có tới 5 lon luôn. Nhưng mà những người này họ để có một lon thôi. Anyway, thì nói lại thì đó là mình nói về
những ai mà đi du lịch đến những thành phố lớn mà các bạn thấy những người mà họ ngồi họ xin tiền như vậy, họ không phải là vô cớ họ ngồi như vậy. Có những nhóm người là hobo, nhắc lại một lần nữa, hobo people, và những nhóm người họ mất cái khả năng làm việc, họ phải ngồi như vậy. Và họ ngồi như vậy không phải là họ đã bị hoàn toàn thất bại ha, tức là họ ngồi như vậy không phải là họ sẽ bị chết đói. Chính phủ vẫn lo và người dân xung quanh vẫn lo cho họ. Đó mới là gọi là một cái đất nước gọi là nhân bản, đúng không các bạn? Thì thử hỏi coi, ở bên Việt Nam cho dù có sức khỏe đi chăng nữa cũng không có việc làm, vẫn còn cũng còn đi ăn xin hoặc là chết đói rồi, đúng không? Huống chi là làm sao so sánh được một người bình thường ở bên Việt Nam so với lại một người gọi là vì uống rượu hoặc là vì bị hút sắt mà họ không còn làm việc được nữa, mà họ vẫn được chính phủ bảo vệ, họ vẫn được chính phủ cho tiền bảo vệ ha. Sorry Đức Vũ đó ha. Cho nên mình nói cho các bạn thấy rằng nếu như các bạn đi, mà đặc biệt nha, chỉ những thành phố lớn thôi, chỉ những thành phố lớn các bạn mới thấy những người ngồi ở trên những cái dọc đường, những con đường chính nữa, chứ không phải là họ ngồi lung tung đâu. Ví dụ như ở New York thì có thể họ ngồi ở những Manhattan hoặc là những cái trục đường chính thôi. Còn ở Toronto này thì họ ngồi ở những đường dân hoặc là những đường mà trục đường chính mà của khu business ấy, thì họ ngồi đó. Thì đa số những người mà businessman này nọ họ sảng khoái thì đồng hay đồng họ cho họ ha. Chứ còn nếu mà đi ra những thành phố lớn, phố nhỏ hoặc là những cái vùng lân cận, cho đố các bạn tìm được một người ngồi ăn xin, không bao giờ có, không bao giờ ha, không bao giờ có. Trong khi ở Việt Nam từ thành phố cho đến tỉnh lỵ, từ trong ngõ hẻm cho đến cho cùng ngõ hẻm, các bạn đều thấy có người đi ăn xin, gõ cửa đi ăn xin, đúng không? Đó, cái điểm mà mình muốn giải thích cho những người mà không hiểu vấn đề, rồi những người không không nắm rõ vấn đề, giống như thằng Lợi Minh, đúng không? Thằng Lợi Minh nó nói xấu, nó là ở bên Mỹ là cũng có người đi xin ăn này nọ, không phải, không phải. Hoặc là nó Lợi Minh đó đã cố ý nó quay những cái video mà khu vực mà gọi là food bank á đó. Thằng Lợi Minh đã từng quay một cái khúc video mà những người mà họ gọi là họ bị mất sức lao động, tức là họ không đi làm việc được nữa, thì họ đứng xếp hàng để vô food bank họ lấy đồ ăn thôi, chứ không phải là họ xin ăn. Không phải họ xin ăn, là mình phải nói lại là có thể trước đây họ đi làm việc, họ đã từng đóng thuế cho chính phủ, đúng không các bạn? Họ đã từng đóng thuế cho chính phủ, thì ngày hôm nay họ bị một cơn sốc nào đó, họ bị vợ bỏ, họ bị bồ bỏ, hay là họ bị một cái gì đó, thì họ mới xảy ra như vậy. Và khi họ xảy ra như vậy rồi thì chính phủ vẫn phải lo cho người ta, là vì trước đây tôi đã từng đi làm và từng đóng thuế cho chính phủ, thì ngày hôm nay tôi không có khả năng đi làm nữa, thì tôi xếp hàng ở đây để tôi vô food bank, tôi lấy thức ăn, tôi ăn. Cái chuyện là normal, chuyện là bình thường, đúng không? Thì đó gọi là một cái xã hội, một cái đất nước nhân bản, nó có qua có lại, có sự bảo vệ lẫn nhau, đúng không? Ngược lại các bạn thấy người dân ở Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Đóng thuế cho cộng sản sặc máu mà nó có lo cho các bạn hay không? Không. Các bạn phải thấy rất rõ cái điều đó. Không. Cho dù các bạn đóng bảo hiểm đi chăng nữa, bảo hiểm ăn quỵt luôn. Các bạn đi làm quỵt tiền lương luôn, bảo hiểm quỵt luôn. Tiền gửi ngân hàng, ngay cả tiền của các bạn gửi ngân hàng mà nó còn giật luôn, vàng gửi ngân hàng giật luôn. Thì các bạn phải thấy một xã hội như thế nào, một xã hội kinh tế chính trị cũng như là xã hội nó lụi bại như thế nào. Ngày hôm nay ở đất nước Việt Nam do cai trị của bọn cộng sản. Các bạn thấy rõ ràng đúng không? Đó là một số vấn đề mà mình nói riêng về kinh tế, một số vấn đề riêng về kinh tế của Việt Nam. Bây giờ mình ngưng lại cái chuyện này, mình xin chuyển chủ đề. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi. Cũng nhanh quá ta. 10 giờ. Lúc nãy mình nói chuyện là 10 giờ, nửa tiếng rồi. New Jersey có ăn xin đó nha. Thêm một cái điểm này nữa các bạn. Ở những cái highway, nói về vấn đề ăn xin ở những cái highway ha, thì có nhiều người họ đứng, họ hay giơ những cái
cái bảng để mà họ xin tiền á, đó cũng là những cái người mà họ không còn sức lao động nữa, họ đứng họ xin, ai cho ông cho thôi. Những cái người xin tiền nó vẫn được lương của, vẫn được tiền của chính phủ cho ha, vẫn được tiền của chính phủ cho hàng tháng. Đó là cái phúc lợi xã hội, đúng rồi, phúc lợi xã hội của người văn minh ở đất nước Canada là như vậy. À, đó là nói về vấn đề mà gọi là người dân khi mà đặt chân đến đến Canada hoặc Mỹ. Nói chung Mỹ với Canada cái system hệ thống nó rất là giống nhau, 9-10 chứ không có khác. Lý do tại sao 9-10 thì tại vì một số nó khác, ví dụ như là về y tế. Y tế thì bên Canada là 100% free, còn bên Mỹ thì bạn phải mua bảo hiểm thì bạn mới được chính phủ lo. Hoặc là những người mà ít income, tức là tiền lương ít, thì chính phủ Mỹ cũng có những cái nhà thương, người ta tiếng Việt dịch 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 sơ sơ là nhà thương thí đó, tức là bạn vô họ cũng vẫn điều trị cho bạn, đúng không, chứ không phải là họ bỏ không bạn. Còn những người mà mức lương từ bao nhiêu cho, cái này cho không nắm rõ, nhưng mà những người làm mức lương cao thì cái điều đó mình phải tự mua cái bảo hiểm riêng để mà tự điều trị, đúng không, chứ không phải là ăn cũng có bảo hiểm là nhà thương Mỹ nó cho chết, không có. Còn riêng đối với bên Canada này thì 100% là free ha. Khi các bạn vô bệnh viện hay gì đó thì dù bạn không đi làm, dù bạn lương 100 ngàn, 1 triệu, hoặc là mọi người đều chữa như nhau, không có sự khác biệt ha các bạn, không có sự khác biệt. Khi mà ở Canada này, khi mà đi vô nhà thương ai cũng như ai hết. Một khi bạn đã có một cái OHIP, tức là riêng cái bên này là gọi là OHIP á, thì là Ontario Healthcare cái gì ta, P là gì không biết, personal chắc quên, là không dịch được. Thì cái thẻ đó thì là dành riêng cho người Ontario. Thì khi một khi bạn đã có thẻ đó của chính phủ cấp rồi thì bạn đi vô bệnh viện, bạn đi gặp bác sĩ, tất cả đều free hết ha. Đó là riêng đối với Canada thì có một chút nó khác với bên Mỹ, tức là Canada 100% y tế là free, còn Mỹ thì có nhà thương free nhưng mức lương của bạn là phải ở cái mức độ nào thấp hơn cho phép thì họ vẫn điều trị free cho bạn. Bây giờ mình chuyển chủ đề một chút, mình chuyển chủ đề một chút là nói về trong những ngày qua tình hình mà trên diễn đàn livestream các bạn. Trên diễn đàn livestream các bạn thấy có nhiều người livestream và fighting nhau, tức là giống như là anh Henry Bằng anh Henry Bằng đã cố mà để đưa ra những cái chứng kiến, cái chứng kiến của anh để nói về những cái nhóm mà đấu tranh dân chủ cuội, hoặc là những người đã làm cho cái công cuộc mà đấu tranh cũng như là truyền thông nó bị loãng. Dọn qua Canada. Welcome to Canada. Canada vẫn còn ít người lắm. Canada là đất nước lớn thứ nhì, hình như là nhất thế giới rồi. Nhưng mà hiện tại Canada bây giờ mới có 33 triệu dân ha các bạn ha, rất là ít ha. Welcome to Canada. Anyway, thì nhắc lại về vấn đề mà các anh chị mà đấu tranh trên truyền thông, trên mạng truyền thông, cũng như là đấu tranh trên trong nước, hoặc là những cái nhóm đấu tranh trong nước hoặc là ở nước ngoài, những hội đoàn. Một chút những cái chia sẻ theo cái nhận định của John, các bạn thấy nhìn chung khi các bạn và mọi người theo dõi những cái chương trình, những cái livestream truyền thông, nếu như các bạn có cái sự nhạy bén, mà các bạn thấy được, thì các bạn sẽ thấy được à, người đó là thật sự họ đang cất tiếng nói đấu tranh từ trong đáy lòng của họ, từ trong tâm của họ, đúng không? Từ trong tâm của họ, chứ họ không muốn bỏ thời gian, phí thời gian vì gia đình, vì con cái, vì mọi thứ để mà họ ngồi lên đây để mà họ tìm một cái danh ảo vọng nào đó, đúng không? Đối với John thì các bạn thấy John thì cũng ít lên livestream lắm, tại vì cũng rất là busy, một tuần lên được một lần như vậy là may mắn lắm rồi, đúng không? Thì các bạn cũng thấy nếu như nhiều trong những ngày qua có nhiều người có gửi message cho John nói là những nhóm livestream dân chủ cuội ở bên Việt Nam, cũng như là bên những người mà kết nối với lại bên Benny Trương cũng như là Tân Thái đang đang chửi Henry rất là nhiều, đang chửi Henry Bằng rất là nhiều. Thì thứ nhất á, mình không có ngồi đây để mình phân tích là Henry Bằng đúng hay là cái nhóm dân chủ cuội đúng hay này nọ, nhưng mình mong các bạn hãy nhìn vào trong những cái diễn đàn để các bạn thấy được cái tâm của cái người đang làm diễn đàn nó như thế nào, đúng không?
cái tâm của họ làm để giúp cho Việt Nam, giúp cho đất nước Việt Nam có một cái nguồn thông tin nó nhanh hơn, nó rõ ràng hơn, để mọi người cùng nhau thức tỉnh để làm sao mà lật đổ được cái chế độ cộng sản, giúp cho người dân trong nước có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Còn riêng đối với những người mà ngồi làm livestream mà mong những cái lượng view hoặc là mong làm sao để cho nhiều người biết tới, chúng ta sẽ nhìn vô các bạn biết ngay. Các bạn biết ngay. Ha. Thì đó là cái điểm mà mình muốn nhắn gửi đến mọi người, là đừng nghĩ là khi mà Henry Bằng lên livestream, lên lôi những cái nhân vật đó ra để chửi hoặc là để vặt mặt ra để cho mọi người thấy được cái nhóm đó là nó đang cố tình làm cho cái truyền thông đưa về Việt Nam cũng như là những cái ý thức hệ của người dân trong nước không hiểu được vấn đề, hoặc là sẽ bị confused, tức là bị không biết là người này nói đúng hay là người kia nói sai, không biết được. Một cái điểm nhỏ mà các bạn thấy rằng đối với lại Benny Trường hoặc là Tân Thái là người sống ở bên hải ngoại, đúng không? John thì không có khẳng định nói hai người đó là cộng sản đó hay nọ. John chưa bao giờ nói những người đó là cộng sản. Đối với những anh em cất lên tiếng nói dân chủ, John rất là vui có những người lên được livestream ngồi đây nói, cũng là có một cái sự hy sinh. Thứ nhất là hy sinh về thời gian các bạn. Cuộc sống bên này thời gian nó quý lắm, mà ngồi đây mà đã hy sinh, và John vừa nói chuyện, John vừa coi giờ là John đã bỏ ra bao nhiêu tiếng ở đây, đúng không? Chứ không thể nào ngồi lái linh thiêng bất tự mà 3-4 tiếng, không có được, không thể nào được, đúng không? Cố gắng thôi. Thì rất là quý, thứ nhất là về thời gian những người đó đã bỏ ra. Nhưng tuy nhiên các bạn, mình bỏ ra thời gian làm sao có lợi cho người dân trong nước, chứ không phải chúng ta ngồi đây bỏ ra thời gian để chúng ta mang được cái tiếng chương trình của Tân Thái và Benny Trường rất là nhiều người coi, hoặc là những người đấu tranh ở trong nước họ luôn luôn họ muốn contact, họ muốn choi vô những cái chương trình của Tân Thái và Benny Trường thôi, chứ không có vô những chương trình khác. Thật sự nha các bạn nha, không có ít những người trước đây, ngoài đám những người mới đây như là Võ Hà hay là những gì gì đó đại khái, nhiều quá John không có để ý nữa, thì trước đây có nhiều bạn là trẻ ở trong Việt Nam, khi mà họ nói là cho em vô chương trình của anh để nói chuyện, John không bao giờ cho vô. Không phải ở đây là mình nói là mình ích kỷ, hay là ở đây là mình nói là mình muốn là cái chương trình của mình là mình ngồi nói, không phải. Chúng ta hãy phân định rõ ràng đấu tranh trong nước và người đấu tranh ở nước ngoài đưa thông tin về Việt Nam để giúp cho người trong nước, như vậy nó không có bị xáo trộn, đúng không? Người trong nước ngày hôm nay, những người cất lên tiếng nói đấu tranh dân chủ, có những người họ nói là ví dụ như câu nói của Võ Hà, của cô Võ Hà, cô ta đã khẳng định rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, và cô ta luôn luôn chấp nhận cái điều đó là đúng. Và khi có nhiều người nói với John là tại vì anh John không hiểu cái chiêu trò của cô Võ Hà. Chúng ta đấu tranh, chúng ta phải đấu tranh rõ ràng. Trắng là trắng, đen là đen. Chứ không phải là chiêu ở đây. Đúng không? Chứ không phải trắng mix với đen nó ra gray, nó ra màu xám, không phải là như vậy. Để cho những người mà họ đã không nắm rõ về tình hình chính trị, họ không nắm rõ về cái cuộc mà sự cai trị của Đảng Cộng sản nó như thế nào, để mà họ thức tỉnh. Để họ thức tỉnh. Tại vì một người lên làm livestream, một người ví dụ như là Bùi Minh Hằng thì nói là yêu cờ đỏ, làm gì thì làm, từ ngày cô ta sinh ra cũng như là làng xóm, như là khi nơi cô ta sinh ra thì cờ đỏ là cái cờ tổ quốc, cho nên cô ta vẫn tôn trọng cờ đỏ. Ok, cái chuyện tôn trọng cờ đỏ đó là chuyện của cô ta. Nhưng chúng ta đang đấu tranh để lật đổ cộng sản, mà lá cờ đó là lá cờ của cộng sản, đúng không? Nó rõ như vậy, chúng ta phải rõ như vậy. Hoặc là Võ Hà nói là không có chối bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, cô ta đều cho điều đó là đúng, thì cái chuyện đó là chuyện của cô ta. Nhưng vì những cái diễn đàn của Benny Trường cũng như là Tân Thái đã kết nối với những người này, họ đã dùng những người này để đưa vào chương trình, thì như vậy cái người trong nước, những người mà họ chưa từng bao giờ để ý đến chính trị, về kinh tế, về
về cái chế độ cộng sản nó như thế nào thì họ hoàn toàn sẽ bị lạc hướng, họ không biết là người hải ngoại và người trong nước, một người thì vẫn yêu Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh 1 năm, một người ở bên này thì nói là cần Đảng Cộng sản phải thay đổi, thì chính cái người mà trong nước họ có ngồi nghe đi chăng nữa họ cũng sẽ bị, họ sẽ bị là sao động, không hiểu là đi đường nào cho đúng, đúng không, đi đường nào cho đúng. Và rất là một cái điểm mà cho nên đó là cái điểm mà riêng đối với cá nhân Tròn, đúng không? À, Tròn có một cái quan niệm là nếu như ở trong nước các bạn thấy đối với Đảng Cộng sản nó dùng tất cả những cái luật để mà có thể bắt tất cả những ai mà cất lên tiếng nói, cho dù đó là chiêu hay không chiêu, nếu như mà nằm trong tầm nhìn của nó, đúng không các bạn? Nếu mà nằm trong tầm nhìn của nó. Cho chính vì vậy những người mà muốn nói với Tròn là cho lên mạng kết nối, Tròn không nhận lời, là tự vì nó rất nguy hiểm. Họ sẽ nói là mày là kết nối với lại cái người đó để mà cái người đó ở hải ngoại để chống cộng, để mà lật đổ cộng sản, nó đến nó bắt một cách ý gì, ví dụ như Võ Hà, ví dụ như Sĩ Đăng, ví dụ như Biển Mặn, ví dụ những ai đó, những cái nhóm mà Kim Chi hoặc là những cái nhóm đó, nếu như kết nối với người nước ngoài mà nằm trong tầm nhìn của Đảng Cộng sản mà là nguy hiểm á, thì đâu còn ngồi đó giờ này mà ngồi đó mà thiên thiên bất tử các bạn, không được. Một cái luật cho không làm ra luật mà cho cũng có thể nói được, mày kết nối với người nước ngoài mà cái thằng đó nó đang tìm cách chống Đảng Cộng sản mà mày kết nối với nó, tức là mày kết nối với nó thì mày muốn lật đổ chế độ cộng sản, chụp ngay, đơn giản vậy đó, nó còn đơn giản hơn là điều lệ 77, 88, 128 gì đó của cộng sản, đúng không? Nhưng các bạn phải nhìn lại những cái nhóm này nó là như thế nào, đúng không? Nói ra đến đây không phải nói là đấu tranh dân chủ là phải bị tù với gọi là đấu tranh dân chủ, không phải. Chúng ta biết rõ cái chế độ độc tài, cái chế độ cai trị độc tài của cộng sản, chúng ta phải biết rõ, đúng không? Đâu là trắng, đâu là đen. Ví dụ như ở Hàn Quốc, người dân không có quyền, có một cái video mà John chia sẻ, người dân còn không có quyền nói lớn, tức là không được có quyền coi phim Mỹ, không được coi những bộ phim của Mỹ hoặc là những cái gì bên ngoài đưa vô, không có internet, không này nọ. Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, Đảng Cộng sản thôi chứ không phải Việt Nam, Việt Nam không có cộng sản. Còn may mắn là được Mỹ và các nước chiếu cố, nó còn nhẹ một chút xíu là các bạn còn nghe được tiếng nói của nước ngoài, các bạn còn sử dụng được internet, các bạn còn này nọ. Thì chính vì cái điều đó mà các bạn phải suy nghĩ lại những cái nhóm mà lên kết nối mạng với lại bên thị trường hoặc Tân Thái nói thao thao bất tuyệt như vậy mà họ không bị gì, thì các bạn phải đặt câu hỏi thôi. Riêng đối với bên thị trường và Tân Thái, nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta ngồi làm một cái livestream, chúng ta yêu đất nước Việt Nam, yêu quê hương đất nước Việt Nam đang gặp nguy nan, những tình hình về kinh tế, nếu chúng ta không nói về được kinh tế, chúng ta có thể nói về chính trị. Chúng ta không nói được về chính trị, chúng ta có thể nói về xã hội. Chúng ta có nhiều cái cách để nói, đúng không? Chúng ta có thể nói để mà truyền đạt những thông tin về cho Việt Nam. Chứ không phải chúng ta, cái này mình không phải mình lên lớp bên thị trường hoặc là Tân Thái, nhưng mà mình thấy như vậy làm cho cái cuộc đấu tranh này nó loãng ra và nó đi sai. Chứ không phải mình ngồi lên đây mình mở cái livestream lên để cho mình bên Việt Nam họ tự họ join vô để mà họ nói thiên nói tự. Còn bên đây thì mình nói cộng sản phải cần thay đổi. Bên kia thì nói là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, thì cho đến bao giờ với không còn cộng sản trên đất nước Việt Nam. Đúng không? Sau đó thì ngồi đó nói thì bắt đầu bên này có những kẻ cộng sản nó nằm vùng ở bên này, các bạn thấy mấy ngày qua không? Lôi Minh rồi một cái thằng ở đâu đó nó cắm cờ đỏ sao vàng bay tung bay ở trước cửa nhà nó luôn đó, các bạn thấy không? Thì những cái dạng mà cộng sản âm thầm, những cái dạng mà du học sinh cộng sản, những cái dạng gia đình cộng sản nó mới len lỏi vào những cái chương trình của Benny Trường hoặc Tân Thái. Nó nói cái cô Võ Hà đó nói hay quá, Kim Chi vừa rồi mới than là không có tiền để trả tiền nhà, hoặc là Biển Mặn cần tiền phải trả internet hoặc này nọ ha. Thì cái dạng mà cộng sản ngầm ở bên này nó không có cho nhiều, nó làm bộ nó đưa cho Benny Trường hoặc là Tân Thái tiền để mà cho những cái kẻ này tiếp tục nói đi,
Ồ, anh Tân Thái ơi, bên thị trường ơi, cái cô Kim Chi này tội nghiệp, cố cố làm cố chịu khó lên làm livestream quá, mà cố vừa rồi cô viết một cái startup là tháng lương kỳ này trả một nửa tiền ăn, vậy còn một nửa tiền trả tiền phòng, hết một nửa tiền phòng rồi tiền ăn đâu đủ, thấy tội nghiệp quá thôi. Em gửi cho cố 100 đô, anh làm ơn anh chuyển cho cô đó được hay không? Các bạn biết những cái đồng tiền đó là những cái tiền âm thầm của cộng sản, nó làm cho những cái kẻ ở bên Việt Nam, những kẻ đấu tranh cuội này kết hợp với bên đi trường và Tân Thái để mà làm loãng cái thông tin vậy thôi. Và chưa kể những cái số view nó lên tới 800 cho tới 1.000, hoặc là những cái số mà nó bật lên, những cái số sai, những cái số mà view này nọ, đó là những cái điều mà cho muốn chia sẻ. Nói đến Tân Thái ngày hôm nay ở đây, các bạn mình muốn nói chuyện là những anh em mà làm livestream ở đây, Tân Thái các bạn thấy cũng có nhiều người hỏi cho là tại sao lâu rồi không thấy anh nói chuyện với Tân Thái, không có lên livestream cùng với Tân Thái. Thì các bạn biết trong những ngày đầu tiên mà Tân Thái lên livestream thì đó là người bạn của Cho, người bạn đầu tiên livestream đúng không? Các bạn biết là cái nơi mà Tân Thái ở và Cho nó cách nhau 3 tiếng đồng hồ, thì rất là vui trong những ngày đầu mà hai anh em mà giúp nhau làm livestream các bạn. Đối với Tân Thái, các bạn biết lúc mới lên làm thì đâu có ai để mà vô để mà coi đúng không? Thì John là người cũng là kết nối với Tân Thái để mà giúp những cái bài share để cho mọi người họ biết đến tên tuổi của Tân Thái đúng không? Thì các bạn biết rằng mình nói ra đây để mình thấy được cái sự đấu tranh cũng như là hy sinh của mọi người. Ví dụ như bên Tân Thái là 9 giờ đêm, Tân Thái đóng cửa tiệm, về nhà 9 giờ, 9 giờ rưỡi, có khi 10 giờ. Thì các bạn tính đi, Tân Thái đối với bên Toronto mình cách nhau 3 tiếng, 10, 11, 12, 1 giờ. John phải thức khuya từ 1 giờ sáng để mà ngồi bật cái chương trình của Tân Thái lên để mà share, để mà comment. Đó là một cái cách gọi là mãi võ sơn đông đó. Thật sự là lúc khởi đầu là phải mãi võ sơn đông thôi, đúng không? Mình phải mãi võ sơn đông, nhưng mãi võ sơn đông trên cái phương diện là để kêu gọi mọi người vào nghe chương trình, chứ không phải là mãi võ sơn đông để mà đánh cho mình một cái tên tuổi hào quang, thì nó khác các bạn. Cho muốn nhấn mạnh cái điều đó. Những cái thời điểm đó Tân Thái lên 10 giờ đêm thì John phải 1 giờ sáng ở bên này. Mà các bạn biết có gia đình có vợ mà 1 giờ đêm đi ra ngồi bật livestream lên để mà share rồi comment này nọ, các bạn thấy có ngày bà xã đã đẩy xuống dưới basement ngủ luôn chứ đừng nói, đúng không? Nhưng mà vì cái công cuộc truyền thông để mà đưa cái thông tin về cho Việt Nam và mọi người hy sinh những cái gì mà có thể hy sinh được, thời gian, cá nhân, bất kể những cái gì có thể hy sinh được đều làm được, đúng không? Cũng giống như những cái ngày John không có chối cãi, những ngày mà John bắt đầu ra làm livestream đầu tiên thì là Jenny cũng là người mãi võ sơn đông cho John. Tại vì trước đó mình mới ra làm livestream thì mình đâu có friend, mình đâu có ai mà add vô trong friend để mà coi mình đâu, thì là Jenny là cũng là người mà làm mãi võ sơn đông cho John để mà kêu gọi mọi người là vào coi chương trình của anh John, đúng không? Thì cái điều đó không phải ngồi mình ngồi đây để mình kể công này nọ, nhưng mình ngồi đây để mình nói lên mọi người hãy thức tỉnh và hãy coi lại cái cách livestream của mình xem nó có hợp lý hay chưa. Chúng ta làm livestream để chúng ta lấy một cái tên tuổi, hay chúng ta làm livestream để chúng ta còn làm loãng đi cái công cuộc đấu tranh cho mọi người dân trong nước bị hoảng loạn, không biết tin ai và không biết nghe ai. Tại sao ngày hôm nay thấy Henry Bàn chửi lung tung những người đấu tranh dân chủ trong nước, thì những người đó nói ủa, những người đấu tranh dân chủ đó đang kết nối với lại những người bên nước ngoài hải ngoại, mà tại sao Henry Bàn lại chửi, thì mọi người lại đổ dồn vào chửi Henry thì rất là tội nghiệp, đúng không các bạn? Mình ở đây mình lên tiếng nói để mình thấy được cái sự đấu tranh cũng như là livestream ngày hôm nay nó là như vậy. Không, trong cái công cuộc mà làm livestream, nếu như không có những người cất lên tiếng nói phản biện lại những điều sai trái, thì ngày hôm nay những cái vụ kiện Huỳnh Quốc Huy, những cái vụ kiện Lâm Ngân Mai, những cái vụ kiện những cái sự kiện mà lừa bịp nó tới đâu rồi các bạn, nó tới đâu rồi, đúng không? Đó là về vấn đề livestream các bạn. Và quên nữa, và sau đó có một thời gian John đã block Tân Thái. Lý do John block là lúc đó hai anh em vẫn còn làm chung với nhau, nhưng mà lúc đó Trịnh Du đang bị problem về vấn đề mà vụ Lâm Ngân Mai, về vấn đề cờ vàng, thì Trịnh Du với tìm người để mà livestream, để mà lên để mà tìm. Trời ơi, Quân đừng gọi nha, anh đang làm livestream.
mới contact với lại Tân Thái để mà làm livestream, thì chị Du cũng đã gọi cho John để mà muốn join cái livestream của John để mà nói về vấn đề Lâm Ngân Mai, thì John không đồng ý, John không có làm. Nhưng mà Tân Thái thì tiếp tục làm với chị Du, tại vì lúc đó Tân Thái cũng chưa có nhiều người biết đến đâu, thì muốn contact nhiều người để mà làm cho nhiều người biết đến mình. Thì John rất là bực bực cái vấn đề đó, là tại vì cái tình hình, cái sự kiện Lâm Ngân Mai nó đang đang sốt dẻo, mọi người đang rất là bực mình vấn đề đó, mà tại sao Tân Thái lại đi kết nối với lại Trịnh Du. Thì từ đó John mới nói Tân Thái là nếu mà anh mà còn tiếp tục mà làm livestream join với lại Trịnh Du là John sẽ block anh. Thì John rất là thẳng tính, thì mình warning 3 lần đối với Tân Thái, và sau đó Tân Thái vẫn tiếp tục với Trịnh Du là John block luôn, là tại vì John không có muốn làm cho cái cộng đồng mạng họ có một cái nhìn là cái người đó như vậy, tại sao liên kết với cái người đó để rồi làm cho cái người nghe họ bị hoảng loạn, đúng không? Họ không có biết đâu là đúng, đâu là thật, đâu là sai. Đó là vấn đề mà mình, tại sao mà John không bao giờ mà cho người Việt, cho những người Việt ở trong nước họ kết nối. Nếu mà họ mạnh dạn, họ cất lên cho nó, họ tự làm livestream đi, đúng không? Họ tự làm livestream giống như thằng thằng Quang Lùn đi, tự động lên, hoặc là giống như con Thái Ngọc Nhiên đi đó, tự động lên như vậy, đó mới là hay, đúng không? Như vậy nó lại hay hơn là những người mà đấu tranh dân chủ cuội mà kết nối với lại những người giống như là Benny Trường hoặc là Tân Thái ở bên này. Võ Hà muốn yêu đất nước Việt Nam, muốn tôn vinh Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm, muốn làm chiêu trò gì cứ việc lên tự động mà chiêu trò, đúng không? Biển Mặn hoặc là Kim Chi hoặc là những cái nhóm mà này nọ xì dầu này nọ, muốn làm gì cứ việc lên tự làm bên Việt Nam, cất lên tiếng nói, đúng không? Còn những người ở bên này, nếu như chúng ta có những thông tin gì tốt, những cái lẽ gì hay, những cái điều gì hay, chúng ta có khả năng ngồi làm livestream được thì chúng ta lên làm để truyền về Việt Nam. Đó là cái điều mà tại sao xảy ra những cái chuyện mà giống như Henry đã phải lên tiếng, tại vì Henry là một người rất là trực tính. John biết Henry cũng rất là lâu rồi, thì ngay cả vấn đề mà khi mà John lên tiếng mà đưa thằng Huỳnh Quốc Huy ra về vấn đề lừa bịp, thì Henry cũng là một trong những người mà giúp John, rồi Quân Bảo, những người mà họ cảm thấy là bức xúc vì cái cuộc cuộc đấu tranh giúp cho người dân Việt Nam có một cái sự tự do sớm hơn, thì họ họ phải lên tiếng thôi, đúng không? Họ phải lên tiếng thôi. Cho nên mình mong các bạn hiểu rằng không phải tính cách của Henry. Nếu như các bạn thấy Henry có gia đình rồi, có công ăn việc làm, nếu mà không làm thì cũng không lên livestream còn còn khỏe hơn, đúng không? Giống như chó không lên livestream còn khỏe hơn. Nhưng mà vì mình thấy mình có cái khả năng để lên đây mình ngồi mình nói chuyện, cũng như là mình có những cái thông tin hay trong nước cho để mình truyền lại về trong nước, thì mình nên ngồi đây truyền lại cho mọi người trong nước họ nghe để họ hiểu được. Giống như cái lúc lúc đầu tiên cho nói về vấn đề nợ công, về vấn đề tình hình mà nhìn, cách nhìn của Việt Nam đối với lại người hải ngoại, những tình hình ăn xin là đó, những cái tình hình đó là mình phải nên nói ra để cho người trong nước họ hiểu để mà họ có một cái nhận thức là đất nước Việt Nam đang bị tụt hậu, chúng ta cần phải đứng lên cùng nhau cất lên tiếng nói để mà có được cái cuộc sống giống như John Nguyễn, hoặc giống như Lisa Phạm, hoặc giống như Henry Bành, hoặc là những người bên đó họ đã kể cái cuộc sống như là cái tự do, cái niềm tự do nhân bản của một đất nước, đúng không các bạn? Đó là về vấn đề mà mình nói về vấn đề livestream mà nó xảy ra cái sự mà đấu đá nhau ha các bạn ha. Cái sự đấu đá nhau nó là như vậy. Trong công cuộc đấu tranh đừng bao giờ nói chiêu ở đây. Những cái chiêu mà lập lờ con cá vàng là không có chiêu. Các bạn nhớ lại những cái vụ mà những cái chạm bót không, đúng không? Đó, đứng lên đấu tranh đã xong hát bài Như Có Bác Hồ. Cuối cùng bây giờ sao? Những chạm bót vẫn tiếp tục hoạt động. Có những người mà đi qua chạm bót đi trễ năm đi để chạy xe chậm 5 phút đã bị vô phạt rồi. Đó, các bạn ngồi đó hát đi. Đó là chiêu sao? Không phải. Khi các bạn đã đứng lên đấu tranh có phải đấu tranh toàn diện, đánh sập cái chạm bót chứ không phải là để đó vừa có mở cửa ra một cái được 30 ngày là bắt đầu hát Như Có Bác Hồ, sau đó nó đập lại liền ha. Cho nên đừng bao giờ ngồi đây nói chuyện với cho là Võ Hà nói câu đó là chiêu, Bùi Thị Minh Hằng nói như vậy là chiêu, là từ vì họ trong nước. Nếu như chiêu họ không cần phải nói những cái câu đó ra, họ có thể nói lên những cái sự kiện cai trị của Đảng Cộng sản, những cái điều mà cuộc sống của người dân Việt Nam đang bị khổ, những cái công nợ, những cái bất công của trong nước, đó là đủ rồi, đúng không? Còn đằng này phía sau đó họ có một cái sự support, họ có một cái nhóm đã giúp họ nói để mà kết hợp với lại
Benny Trường như Tân Thái để làm cho cái công cuộc mà truyền thông nó bị hoảng loạn, nó bị sao lãng các bạn, 100%. Chứ John cũng chưa bao giờ chụp mũ là Tân Thái hay Benny Trường là cộng sản, nhưng mà John là người đã từng bị đã từng bị một người cũng là Facebooker, là cái gì ta quên rồi, Phương Trang hay gì đó, cái cô Phương Trang mà lên karaoke mà karaoke thâu lại chứ không có hát sống đó, cô đó đâu mất tiêu rồi không biết, nhưng mà cũng có một tầng bây giờ đặt cho nó ngày xưa là mật vụ cộng sản đó, có người nói cho là cộng sản luôn, nếu mà cho cộng sản thì cho đâu phải đi làm cực dữ vậy đúng không, nói cho các bạn biết vậy. Đó là vấn đề livestream. Còn riêng về những cái về cái sự kiện mà nói về vấn đề người đi tị nạn các bạn. Lúc nãy mình nói lúc mấy giờ ta? Mình nói gần một tiếng nè. Nói thêm một cái topic này nữa rồi mình chia tay ha. Gần một tiếng rồi. Nói về vấn đề những người đi tị nạn các bạn. Tị nạn rất là nhiều đúng không? Trước đây, đây là mình quay lại về cái nhạc phẩm Hành trình tìm tự do hả các bạn? Hành trình tìm tự do. Đây là bắt đầu mình nói về vấn đề tự do và những khía cạnh của mỗi một người khi đi tìm tự do nó như thế nào đúng không? Đối với chúng ta thì có những người, trước hết là những người đi vượt biên, thứ hai là những người được đi may mắn hơn, may mắn thì không đúng may mắn, có người hy sinh để mà cả gia đình đều được đi đến tìm tự do, đó là những người cô chú bác HO đã phải hy sinh cuộc đời của mình trong những trại tù của cộng sản và sau đó được chính phủ Mỹ đưa qua bên Mỹ. Rồi có những người thì đi định cư theo diện con lai, có những người mà nuôi con lai thì được chính phủ Mỹ cũng cho đi. Rồi những dạng giống như đi làm sở Mỹ, rồi những người đi du học, rồi những người đi, tức là rất là nhiều dạng. Và kế đến nó rõ hơn, cách đây mấy ít bữa thì nói về vấn đề Việt Khang, ngày hôm nay John lại nhắc lại vấn đề Việt Khang. Thì một cái livestream trước John có nói về cái sự khác biệt giữa Việt Khang và Trần Vũ An Bình là hai người cái sự may mắn nó khác nhau đúng không? Thì sau cái chương trình đó thì John cũng Trần Vũ An Bình cũng message cho John nói là nếu mà John nói Trần Vũ An Bình không được đi Mỹ là không đúng, là từ vị Trần Vũ An Bình không có muốn làm đơn để xin tị nạn. Thì ok, cái đó là cái nguyện vọng của Trần Vũ An Bình thì mình cũng không có nói được, không biết là đúng hay sai thì mình không nói được, đó là cái Trần Vũ An Bình nói lại cho John biết thì John biết như vậy. Nhưng tuy nhiên sau cái chương trình, một vài cái chương trình Việt Khang, đặc biệt là cái chương trình vừa rồi tại Arizona, thì các bạn thấy trước khi nói về Việt Khang thì John không có theo dõi cái livestream mà khi mà Việt Khang đặt chân tới sân bay Los Angeles, cho đến khi mà John mới nghe cái chương trình, một cái video clip mới nhất của Trần Vũ An Bình nói về cái sự chối bỏ, cũng như là mình dùng từ cho nó chính xác hơn, nếu mà nói về chính trị mình phải dùng cho chính xác, không phải là chối bỏ mà là phản bội đúng không, phản bội chứ không phải là dùng cái từ chối bỏ. Việt Khang dùng Trần Vũ An Bình nói Việt Khang là từ chối cái áo tuổi trẻ yêu nước, điều đó chưa chính xác cho người làm chính trị, cái đó phải gọi là phản bội chứ không phải là từ bỏ ha các bạn đúng không. Khi mà anh đã gia nhập vào một nhóm, cho dù người đó, nhóm đó là một người hay hai người, đúng không? Mà chúng ta quay mặt đi, trước đây chúng ta đã từng tham gia, chúng ta quay mặt đi và chúng ta chối bỏ nó, tức là chúng ta quay mặt lại, chúng ta phản bội nó, đúng không? Chúng ta phản bội chứ không phải là từ bỏ, đúng không? Giống như trong tình yêu cũng vậy, cho nói chuyện tình yêu đúng không? Trong tình yêu cũng vậy đúng không? Phản bội, tức là người đó, cô đó đã phản bội tôi, hoặc là anh ta đã phản bội tôi, chứ không có nói là từ bỏ hay là từ chối nữa, đúng không? Thì nhắc lại, thì sau khi mà mình coi cái video clip mà Trần Vũ An Bình khóc rất nhiều ha, cái video clip mới đây mình thấy đưa trên livestream mà mình cũng có share cho mọi người, hy vọng mọi người cũng bỏ thời gian để xem nghe cho hết, tại vì cái livestream nó hơi dài cho nó nghe hết. Thì khi mà John nghe Trần Vũ An Bình nói là, khi mà Trần Vũ An Bình thấy, mình nói tên đúng vậy, Trần Vũ An Bình hay Trần Hoàng An Bình ta? Các bạn ơi, tên gì quên rồi. Trần Vũ An Bình, ok, mình nói đúng tên rồi. Trần Vũ An Bình đúng không? Thì khi mà Trần Vũ An Bình thấy
thấy Việt Khang xuống sân bay Los Angeles á, thì Trần Vũ Anh mình mới thấy Việt Khang cặp vai với lại SPTN là Trúc Hồ, là Trần Vũ Anh mình tắt ngay cái video clip đó, đúng không? Tắt ngay cái video clip đó. Thì John mới giật mình, John bảo wow, có vụ này nữa sao? Thì lúc đó John mới vô YouTube để tìm lại cái livestream mà cái ngày mà Việt Khang đặt chân xuống sân bay Los Angeles, đúng không? Thì ngoài cái câu nói của Trần Vũ Anh Bình nói về Việt Khang như vậy, là việc khi mà Trần Vũ Anh Bình thấy Việt Khang đi với lại SPTN, đi với Trúc Hồ, thì Trần Vũ Anh Bình tắt cái video đó, tức là cái sự mà bực tức nó lên rất là cao độ, tắt ngay. Và cộng thêm một cái comment, một cái livestream, no, một cái starter của một người mà John không tiện nêu tên đây, hoặc là John có nói qua, có coi qua mà không có chắc chắn cái tên của cái người viết starter đó. Thì nói là cái ngày mà Việt Khang đến sân bay Los Angeles hoàn toàn không có một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nào ở đó, hoàn toàn không có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở đó. Thì hai cái điểm này mà John phải vô trong cái livestream YouTube để coi cái ngày mà Việt Khang đến sân bay Los Angeles để mình xem nó như thế nào. Thì thật sự đúng là như vậy, hoàn toàn không có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong đó có một người, có một cô khá lớn tuổi, lớn tuổi rồi, nhưng mà tại vì sống ở bên Mỹ, đúng không? Sống ở bên Mỹ thì nhìn nó trẻ và đẹp giống như búp bê vậy, không biết có sở không, không biết. Phụ nữ mà làm đẹp đâu sao, đúng không? Thì có một cái cô đó rất là tội nghiệp, mặc áo dài và thấy khoác một cái scarf, tức là một cái khăn cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ, đứng loay hoay loay hoay hoay phía xa trong cái đám đông người mà đang bu Việt Khang, là trong đó có Trịnh Hộ, có Trúc Hồ, rồi đám nhà báo, rồi Nam Lộc, rồi này nọ, nhóm của SPTN, Điếu Cày này nọ, là đứng bu chung quanh. Và chỉ có một cái cô đó thôi là mặc áo dài đội nón, cho còn nhớ, khoác một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, không phải cái lá cờ mà cái scarf, cái khăn tròn cổ với biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi. Ngoài ra không thấy có một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nào hết khi mà Việt Khang đặt chân tới Los Angeles. Anyway, thì cái đó là cái sự mà đón chào của SBTN, nó mới có thể nó đặc biệt là như vậy, thì mình không nói thêm. Nhưng cái điều quan trọng ngày hôm nay ở đây, cho muốn nhấn mạnh với lại mọi người, cũng như là Trần Vũ Anh Bình cũng đã từng chia sẻ trên video clip, đây là những cái lời nói của Trần Vũ Anh Bình, chứ không phải là John bịa ra, đúng không? John còn để cả cái video đây nữa. Thì Trần Vũ Anh Bình có kể ra cái cuộc mà ngày xưa tập hợp tuổi trẻ, thành lập nhóm tuổi trẻ yêu nước nó như thế nào, nó khó khăn ra sao, nó có nhiều cái điều kiện vấn đề như thế nào, và ai là người vũ trực, là ai, là người nào, và cái nhóm đó là ai, hoặc là những người liên đới với nhau tạo thành một cái nhóm tuổi trẻ yêu nước đó ra sao, đúng không? Mà ngày hôm nay chính Việt Khang khi đặt chân tới đất nước Mỹ, chính Việt Khang đặt chân tới nước Mỹ thì phản bội lại cái tuổi trẻ yêu nước, là nói là không còn liên quan gì tới nữa, không liên quan tới vũ trụ, cũng như không còn cái sự gì mà đối với lại cái nhóm tuổi trẻ yêu nước nữa. Thì thử hỏi các bạn, đây là người trong cuộc nói ra, chứ không phải là John hoặc là một người nào đó ở trên trên diễn đàn Facebook nói ra, đúng không? Đây là người trong cuộc. Và cái clip này Trần Vũ mình khóc rất là nhiều, mình thấy cũng rất là tội nghiệp đàn ông mà khóc, là thấy là cái sự bức xúc nó cao lắm, đúng không? Và có một cái điểm rất là làm cho vẫn còn đặt câu hỏi, vẫn còn không phải là nghi vấn chứ, vẫn còn đặt nghi vấn, là khi Trần Vũ Anh Bình nhắc tới hai ca khúc Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, thì Trần Vũ Anh Bình có nói một câu là Trần Vũ Anh Bình, nếu mà nói chính xác câu phải ra ta, phải ghi xuống chứ, nhưng mà đại khái nói là cái sự mà thành công nó ngoài cái tầm mà cái sự mà hy vọng, cũng như là thành công nó vượt bậc mà Trần Vũ Anh Bình mong đợi, tức là có một cái điểm gì đó mà Vũ Anh Bình vẫn chưa nói ra hết cái vấn đề này, có vẻ nghẹn ngào và không nói rõ ra vấn đề này và lướt qua,
trong cái video clip đó. Nhưng trong cái video clip này có những điểm mà John cảm thấy rất là đau cho cái nhóm tuổi trẻ yêu nước ở trong nước của nhóm của Trần Vũ Anh Bình, đó là cái sự phản bội của Việt Khang, không chấp nhận đã từng trước đây cùng chung với lại những người trong nước gọi là đấu tranh, đúng không? Các bạn nghe chi tiết, ngày Trần Vũ Anh Bình đi về gọi điện thoại cho Việt Khang còn không trả lời, và gia đình Việt Khang có vẻ giống như không hài lòng, giống như là Việt Khang bị Trần Vũ Anh Bình dụ vào trong nhóm để mà bị tù, đúng không? Để mà bị tù. Thì các bạn biết là con người chúng ta ai trên 18 tuổi, đó là cái điểm mà quyết định của mỗi người, đúng không? À, cái chuyện mà khuyên ngăn hoặc là cái chuyện mà góp ý của bố mẹ hoặc là của anh chị em trong gia đình, có đợi chuyện này chuyện thường tình, nhưng cái quyết định là quyết định ở bạn, tại vì bạn 18 tuổi rồi. 18 tuổi là bạn có quyền quyết định, quyết định cái sự hành động của bạn. Đó là theo luật, ngay cả bên Canada cũng vậy, đúng không? Một đứa trẻ 18 tuổi nó có quyền dọn ra khỏi nhà, nó không cần hỏi, nó không cần hỏi những bố mẹ là nó chỉ báo là ngày hôm nay 18 tuổi rồi, giờ con dọn ra khỏi nhà, cái điều đó đương nhiên thôi, nó tự lo được rồi. Và chính vì sao? Tại vì 18 tuổi cũng đã không còn cấp tiền sử của chính phủ nữa, chính phủ không có cấp nữa. Tại 18 tuổi đó là cái tuổi mà bạn có đủ trí thức để mà chịu trách nhiệm cái hành động của bạn. Huống chi là Việt Khang là trên 30, đúng không? Thì đại khái là vì lý do có thể là do Việt Khang khi ra tù đã có âm thầm có những chương trình để mà giúp Việt Khang bước chân đi qua Mỹ vì vấn đề kinh tế hay là vì vấn đề kinh tế hay chính trị hay nọ. Nhưng tuy nhiên gia đình Việt Khang đã không giống như là welcome Trần Vũ Anh Bình trong cái video clip như anh ta nói. Vậy chẳng lẽ là giống như là Việt Khang đi sai một bước, tức là bị lầm, tức là đi vô cái chương trình mà tuổi trẻ yêu nước này là bị sử dụng, bị gạt để mà bị tù, nhưng mà ngày hôm nay được đi Mỹ thì nó lại khác rồi, đúng không? Nó lại khác rồi. Chứng tỏ là cái sự mà đấu tranh nó không rõ ràng. Nó hoàn toàn không rõ ràng. Ha? Nó hoàn toàn không rõ ràng. Đâu phải là Việt Khang còn ở trong nước đâu. Việt Khang đã đi qua tới Mỹ rồi mà còn sợ. Còn phải nói là không còn quan hệ gì đối với lại cái nhóm tuổi trẻ yêu nước nữa. Vũ trực hay này nọ trong cái video clip. Giống như là Trần Vũ Anh Bình đã phán một câu là Nếu không tiếp tục giúp cho nhóm tuổi trẻ nữa thì đừng làm cho nó khuấy động, đừng làm cho nó mất đi cái giá trị của nhóm tuổi trẻ yêu nước. Thì đây là mình có một cái đâu đây, nãy mình có mở lên cho các bạn coi, chờ chút xíu. Nó mất tiêu rồi. Chờ xíu nha các bạn, để cho các bạn nghe cái chỗ này. Như thế này, chắc chắn rằng là cụ tù trong vụ án 14 thanh niên. Đây là cái video clip của Trần Vũ Anh Bình nói. Các bạn có biết rằng khi anh em mình rơi vào có hoàn cảnh tù đầy thì biết bao nhiêu người ân nhân đã thương yêu cái tên tuổi trẻ yêu nước. Họ làm bằng cách này, họ làm bằng cách kia, họ làm bằng cách nọ, họ quyên tuyền, họ quyên cái lời nói. John không muốn làm mất thời gian các bạn có thể vô trong đây và coi lại cái video clip. Nhưng mà đây là cái điểm mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong nước cũng như là ở hải ngoại. Ngày hôm nay những người hải ngoại vẫn còn tung hô Việt Khang ha. Mình không có nói hết là toàn bộ người hải ngoại. Nếu như các bạn coi qua cái video clip mà người trong cuộc là Trần Vũ Anh Bình nói về Việt Khang là người như thế nào, đúng không? Trong cuộc đấu tranh ra sao? Chẳng lẽ vì hai bản nhạc thôi, ngày hôm qua có nhiều người còn vô nói là Việt Khang là một thiên tài. Mình không thấy thiên tài chỗ nào, đúng không? Còn người ta có những cái skill riêng rồi. Nhiều khi có những lúc bộc phát viết ra những cái bài hát, rồi những cái bài hát cho nó nói trong một cái livestream trước, có những cái bài hát nó trúng vào thời điểm thì tự nhiên nó sẽ nổi tiếng. Giống như là My Heart Will Go On, nếu mà không có lồng vô cái nhạc phẩm, không có là lồng vô cái phim Titanic thì nó cũng đâu có hay đâu, đúng không? Là vì nhờ và lại lồng vào cái nhạc phẩm Titanic cho nên cái bài hát My Heart Will Go On nó nổi tiếng như vậy luôn.
hoặc là Ghost mà John đã từng nói đúng không? Giống như ngày hôm qua có một đứa một một cái cô bé ở bên Việt Nam có cái nick là cô bé bán bánh mì đó, viết một bài hát rất là hay mà John chưa có kịp để mà download đây để mở trong chương trình này cho mọi người cùng nghe đúng không? Cũng là một cái nhạc phẩm đấu tranh các bạn. Nhưng ở đây mình nói là cái tấm lòng đấu tranh trong cái công cuộc đấu tranh đó, là họ là những người đấu tranh trong nhóm với nhau mà họ còn quay mặt như vậy. Riêng đối với lại Việt Khang, không riêng gì Việt Khang mà cả Nguyễn Phương Uyên, ngay cả Nguyễn Phương Uyên trong cái video clip này, thật sự là khi mà John nghe cái chương trình mà khi mà Trần Vũ An Bình nói về những bạn trẻ Việt Nam yêu nước, tuổi trẻ yêu nước, thật là mình thấy rất là thất vọng, thật sự là rất là thất vọng, rất là thất vọng, chứ không phải là mình nói là tự vì nó cái cuộc đấu tranh nó không rõ ràng, nó là như vậy đó. Ví dụ như Trần Vũ An Bình thì hy sinh ở lại hay nọ, đó là cái điểm mà đó là cái quyền quyết định của Trần Vũ An Bình, nhưng mà mình thấy ngay cả những người Việt cộng đồng hải ngoại tung hô những cái người giống như Việt Khang rồi Nguyễn Phương Uyên, không, Nguyễn Phương Uyên là người đi tù cùng với lại Đăng Khang thì Nguyễn Phương Uyên ngày hôm nay cũng đã đi qua Tây Mỹ đúng không, đã đi qua Tây Mỹ. Và khi mình nghe cái livestream ngày hôm qua, khi mà Trần Vũ Anh Bình nói rằng là khi mà mẹ của Đăng Nguyên Khang đưa lên cái Facebook là Đăng Nguyên Khang sắp sửa được về rồi, và vô tình mẹ của Đăng Nguyên Khang có nhắc tới tên của Nguyễn Phương Uyên, thì mẹ của Nguyễn Phương Uyên đã phản biện lại trong cái Facebook đó, là bắt mẹ của Đăng Nguyên Khang là phải kéo bỏ cái tên của Nguyễn Phương Uyên ra, chứ không được để chung vô như vậy. Đinh Nguyên Kha, cảm ơn anh Đức Vũ. Đinh Nguyên Kha, các bạn thấy đấu tranh kiểu gì vậy? Đúng không? Các bạn thấy đây là người trong cuộc nói ra mình mới biết, chứ còn mình hoàn toàn mình vẫn còn tôn sùng cái em Nguyễn Phương Uyên nó anh hùng quá, đứng trước cửa mòng vào vòng móng ngựa và vằn móng ngựa để mà đối đáp với lại cộng sản ở trong tòa án, quá là hay. Để ngày hôm nay khi bố bước chân tới Mỹ rồi thì ngay cả người trong gia đình cũng không còn muốn liên lụy tới cái nhóm tuổi trẻ yêu nước, không còn muốn liên lụy tới ngay cả cái người bạn mà đã từng đứng chung trong cái vằn móng ngựa trong cái ngày mà xử án nữa, chứ đừng nói là nói đến tuổi trẻ yêu nước. Người mẹ của Nguyễn Phương Uyên bắt người mẹ của Đinh Nguyên Kha hả? Nói nhanh quá em quên rồi, Đức Vũ ơi, là phải tháo cái tên của Phương Uyên xuống, đừng có gắn chung trong cái Facebook đó, sợ ảnh hưởng sau này chắc không bảo lãnh được. Có thể cô Nguyễn Phương Uyên là sau này không làm bảo lãnh được, là vì vẫn còn đấu tranh, có thể là như vậy. Các bạn thấy công cuộc đấu tranh tuổi trẻ yêu nước cái gì, tuổi trẻ yêu nước cái gì? Thì trước khi kết thúc chương trình, mình muốn chia sẻ với các bạn trong cũng như ngoài nước, các bạn hãy thấy rõ ràng đến thời điểm này ai mới thật sự là người yêu nước các bạn, ai mới thật sự là người yêu nước, người trong nước hay là người ở hải ngoại? Nó rõ lắm các bạn, đúng không? Nó rất là rõ. Người trong nước thì đấu tranh cho cố, đến lúc mà đi Mỹ rồi thì phản bội phủi tay, trong khi người Việt ở hải ngoại giống như Henry Bằng, giống như John, giống như Lisa Phạm, giống như những người đã thật sự có tự do rồi, tại sao phải ngồi đây nói những cái chuyện này? Là vì chúng tôi yêu nước. Đừng nói chúng tôi không đấu tranh, chúng tôi yêu nước, chúng tôi mới ngồi như vậy, đúng không? Nếu như Trần Vũ Anh Bình hiểu được cái điều này, hãy so sánh tuổi trẻ yêu nước và những người đang ngồi làm livestream, mặc dù là mất thời gian rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà không làm cũng được, không làm còn khỏe hơn, có cuộc sống tốt rồi, tự do rồi, cuộc sống đầy đủ rồi, tại sao phải quay nhìn lại đất nước của mình để mà cất lên tiếng nói? Và thêm một cái điểm nữa là đối với những anh chị em mà nói là những người mà đi tù, đi vượt biên, đi đào tị ở bên Thái rất là khổ, rất là cực, để mà kêu gọi những nhóm hội đoàn này nọ,
để mà lập quỹ gửi tiền cho bảo vệ cho những người tù nhân hoặc là những người tị đào tị ở bên Thái Lan này nọ bla bla bla. Cho nói thật với các bạn nha, chính vì cái vấn đề mà hội đoàn với lại cá nhân với lại nọ lập hội lập quỹ nó mới xảy ra chuyện. Nó mới xảy ra chuyện và nó mới kéo dài cái sự sống của Đảng Cộng sản tới ngày hôm nay, là vì cái vấn đề lập quỹ lập đoàn lập hội lập đoàn là như thế này. Các bạn các những người mà ngày hôm nay bỏ ra những đồng tiền để mà support hoặc là giúp tiền này nọ cho những người tị nạn hoặc là nọ, các bạn thử nghĩ đi, trước đây các bạn từng ở tù, nói tù thì cũng giống như là tù, khi các bạn vượt biên đến các trại như là Bula Bui Đông hoặc là những trại những cái camp, các bạn ở đó có những người ở tới 4 năm, 5 năm, 7 năm mới được đi đến định cư nước thứ ba, đúng không? Vậy thì ai support các bạn? Cũng ở đó chỉ có 2 bữa cơm thôi mà nhiều khi còn bị police ở đó đánh nữa. Những người đã từng ở ở trại 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 tị nạn, đúng không? Và đã từng có những người phải bỏ xác đi vượt biên đi tới đảo rồi mà bỏ xác chôn ngay tại đảo luôn. Thì mình đừng lên so sánh là những người mà đang đào tị bên 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 Thái rất là khổ, mong cái sự cấp dưỡng cũng như là chu cấp tiền bạc của mọi người để mà đấu tranh. Cho thấy chính vì vậy mà cái sự đấu tranh nó phải kéo dài đó. Đúng không? Tại vì không có ai dám tự lực lên để mà đấu tranh cho chính bản thân mình. Ngay cả những người được bước chân từ ở trại những trại tị nạn để mà đến nước thứ ba qua Mỹ, Canada, Úc hoặc những nước, họ cũng chỉ là 2 bàn tay trắng và họ phải làm lại từ đầu để có được cái cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Thì mong những người này đừng có bị mù quáng vì một cái sự ủng hộ hào nhoáng để mà gọi là giúp cho Việt Khang có một cái cuộc sống bắt đầu như thế nào. Mà nói thiệt nha, những người mà được Mỹ hay là Canada được cho cấp gọi là đi qua tị nạn thì họ cũng đã giúp cho một số tiền cũng như là cuộc sống ổn định trong thời gian đầu 6 tháng hoặc 1 năm tùy theo cái khả năng của mình, đúng không? Chứ không phải là nhờ tới cộng đồng. Không phải nhờ tới cộng đồng. Đây là một cái vấn đề mà mình muốn nói ra để mình chia sẻ với lại mọi người trong cộng đồng. Nhiều người nói là người ta làm cái thùng donation đâu có ai dí súng vào trong đầu ăn đâu bắt ăn trả tiền đâu, không phải. Người Việt Nam mình á, hai người ngồi với nhau nè, người này cho 50, cái người kia mà cho 20 á, là khoảng 5 tiếng sau thôi cái người kia 20 là bị đưa lên Facebook luôn á. Ơi con nhỏ đó ơi đi coi chương trình Việt Khang mà nó cho 20 bạc à. Tôi cho tới 50 mà nó ngồi bên cạnh tôi thấy nó móc có tờ 20. Người Việt Nam là như vậy. Nhưng mà khi tới đụng chuyện á, mà biết Việt Khang á, là kẻ phản bội hoặc là bao la rồi á, thì cái người 20 của họ cất lên tiếng nói, nhưng mà cái người 50 thì shut up. Từ vì xấu hổ quá shut up. Giống như trường hợp mà Huỳnh Quốc Huy cũng vậy. Cái lúc mà cho tiền á, ai cũng lúc mà Huỳnh Quốc Huy đang có tiếng, ai cũng ngao ngao lên, trời ơi, tôi cũng có cho tiền đó, tôi cho tiền Huỳnh Quốc Huy mà. Nhưng mà đến lúc mà Huỳnh Quốc Huy sập lỗ rồi á, thì những người cho tiền á, shut up hết. Từ vì sợ bị chửi ngu. Đúng không? Sợ bị chửi ngu. Nó là như vậy đó. Đó là cái bản tính của người Việt Nam, bản chất người Việt Nam là như vậy. Hả? Cho nên nếu như chúng ta muốn Việt Nam, đây là cái sự suy nghĩ của John đối với lại những người nghe livestream John đây trước khi John kết thúc chương trình. Các bạn biết nghĩ rằng nếu như chúng ta muốn Việt Nam có một nền tự do sớm, Việt Nam Cộng Hòa quay lại Việt Nam sớm hơn, đất nước Việt Nam có tự do, không còn cộng sản, chúng ta phải suy nghĩ lại những cái gì chúng ta đang làm, chúng ta phải làm sao cho tốt hơn, phải làm cho nó rõ ràng và truyền thông thật là chính xác, cũng như là mang những cái gì đó có lợi cho người dân trong nước để họ thức tỉnh để mà họ biết những cái điểm mà cộng sản đang cai trị họ, để họ đứng lên, họ giành lại cái quyền tự do của họ, đúng không? Tại sao Do Thái họ phải tốn cả ngàn năm họ mới quay lại được đất nước của họ? Tại sao vậy các bạn? Tại sao dân Do Thái họ phải đợi tất cả ngàn năm họ mới quay? Mọi người cứ ngồi đây khen những nhà chính trị gia, những người mà gọi là chính trị cội á, ngồi bàn tán với nhau nói rằng là dân Do Thái á, họ nuôi chí lâu lắm, họ nuôi chí hướng lâu lắm, đúng không? Cả ngàn năm vẫn cuối cùng họ cũng quay trở lại về đất nước của họ, họ đã giành lại đất nước của họ. Họ mất cả ngàn năm. Vậy Việt Nam ngày hôm nay mới có 43 năm đúng không? Tại sao mình lại nói so bì với lại dân Do Thái họ mất cả ngàn năm họ mới quay lại được?
Các bạn có biết là trong 1.000 năm đó họ cũng có những kẻ dư luận viên, họ cũng có những kẻ mà đấu tranh dân chủ cuội, họ cũng có những kẻ mà đấu tranh gọi là tuổi trẻ yêu nước mà xàm xí đú. Họ cũng có những kẻ mà làm livestream để thời điểm đó chưa có livestream, sorry. Thời điểm mà Do Thái mà bị ấy, chưa có livestream. Họ cũng có những hội đoàn để mà kiếm tiền, trục lợi riêng. Họ cũng có những cái hội đoàn để mà tìm cách làm sao để có tiền riêng chứ không lo cho đất nước, cho mọi người để quay về đất nước. Cho nên nó mới kéo dài tới 1.000 năm nữa các bạn. Cho nên đừng nói là Do Thái họ nuôi chi lớn, họ cố gắng đấu tranh làm sao 1.000 năm họ quay lại về. Cho nên vì cái vấn đề mà cái sự đấu tranh livestream ngày hôm nay nó tàn mạn ra như vậy, những nhóm dân chủ cuội, những người Việt ở hải ngoại muốn những cái hào nhoáng để mà có tiếng, những đấu tranh sàm xí đú, những đấu tranh mà xạo đó. Giống như ngày hôm nay, trước đây khi mà Mã Tiểu Linh lên tiếng nói rằng là vì Việt Khang đã làm được, viết được bài nhạc đó cho nên đã nối được Triệu Con Tim, cho nên Việt Khang với Trúc Hồ thân nhau là phải rồi, thì ngày hôm nay Mã Tiểu Linh có dám đứng lên nói với lại Trần Vũ Anh Bình là Việt Khang không phải là phản bội không? Đó, bây giờ nếu mà Việt Khang phản bội cái nhóm tuổi trẻ yêu nước, Mã Tiểu Linh có dám đứng lên nói là ngày hôm nay tôi phát hiện ra Việt Khang là kẻ phản bội cái nhóm tuổi trẻ yêu nước để mà đi ra tìm tự do riêng, để mà đi ra tìm cái hào nhoáng riêng cho bản thân mình, đúng không? Nó rất là rõ ràng như vậy. Ngay cả Nguyễn Phương Uyên ngày hôm nay cũng vậy thôi. Như thế này, chắc chắn rằng là mọi người hãy cố gắng đi. Phát huy gì được phát huy bên đó. Ok, để mình mở một đoạn này. Vẫn hãy đi giữ gìn chú trẻ của nước. Chú anh chị ở bên đó sẽ lo cho mình. Đây là một cái video clip mà mình thấy rằng nói rõ đây được. Bình không muốn làm phiền đến mọi người nên Bình chọn cái giải pháp là từ chối và cảm ơn. Nguyễn Phương Uyên đi chính diện từ Việt Nam qua bên Mỹ bởi vì các bạn đã mang trên mình cái chiếc áo tuổi trẻ yêu nước. Đó là Trần Vũ Anh Bình nói nha. Này, các bạn đã vô ơn bạc nghĩa với những ai đã yêu thương, nâng đỡ, chăm sóc và giữ gìn cho tuổi trẻ yêu nước. Ok, đó là cái câu nói của Trần Vũ Anh Bình gửi đến Việt Khang cũng như là Nguyễn Phương Uyên, cũng như là cho những đồng bào ở hải ngoại, những người có thể nói là những gia đình có những bà già, có những cô bác lớn tuổi hâm mộ những ca khúc hoặc là đã từng gọi là đấu tranh này nọ, thì hãy xem lại cái người mà mình đang ủng hộ có xứng đáng để mình ủng hộ hay không, đúng không? Có xứng đáng là người thật sự đấu tranh cho một đất nước hay không, đúng không? Cho nên cho ngưng cái chương trình ở đây để mình cùng nhau chia sẻ, và các bạn cũng thấy rằng tuổi trẻ yêu nước chưa bằng tuổi già bên này yêu nước, đúng không? Henry Ban cũng như là John là già rồi vẫn yêu nước, cho nên ráng ngồi đây bỏ ra 1.5 tiếng để mà nói chuyện cùng các bạn ha. Cho nên mọi người hãy thấy được cái điều đó, và những anh chị ở trong đây đang ngồi đây cùng nhau chia sẻ, mặc dù họ ở hải ngoại họ cũng rất là yêu nước. Nếu như không có những con người ở bên hải ngoại yêu nước thì họ đã không bị lừa rồi các bạn, đúng không? Người dân ở hải ngoại bị lừa rất là nhiều, đó là cái vì họ yêu nước các bạn. Họ yêu nước cho nên họ đã bị lừa ha các bạn ha. Tiêu Phụ nói xem clip Trần Vũ Anh Bình ở đâu. Các bạn vô trong YouTube á, các bạn có thể search là Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, đại khái là vậy thì nó sẽ hiện cái clip lên. Còn nếu không, các bạn vô trong cái trang Facebook của nhà John, mà John có để cái link đó sẵn, các bạn chỉ việc click vô các bạn có thể coi được nguyên cái clip đó. Clip đó khá dài ha các bạn, khoảng 1 tiếng mấy, nhưng mà mình nghe rất là thấm thía trong cho một cái nhóm, mình cảm thấy thấm thía cho một cái nhóm
mà bằng cách này hay bằng cách khác, bằng sự đấu tranh thật sự trong tâm hồn của họ, hay là vì một cái sự mà gọi là giống như là Trần Vũ Anh Bình nói về Việt Khang, giống như là gia đình trách, giống như là Việt Khang bị dụ dỗ đi đấu tranh và giống như bị dụ dỗ vậy đó. Thì đó là cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày vui, mọi người làm việc thật là tốt ha. Các bạn ở Việt Nam một đêm ngon giấc. Hiện tại bây giờ ở Canada đã đổi giờ, bắt đầu vào mùa hè thì bắt đầu đổi từ tuần trước, thì hiện tại bây giờ là 11:23 sáng, thì John nghĩ rằng ở Sài Gòn là 10:23 tối, đúng không? Chúc các bạn ngủ ngon, take care and bye bye. Cho đến khi mà John mới nghe cái chương trình, một cái video clip mới nhất của Trần Vũ Anh Bình nói về cái sự chối bỏ, cũng như là mình dùng từ cho nó chính xác hơn, nếu mà nói về chính trị mình phải dùng cho chính xác, không phải là chối bỏ mà là phản bội, đúng không? Phản bội chứ không phải là dùng cái từ chối bỏ. Việt Khang dùng Trần Vũ Anh Bình nói Việt Khang là từ chối cái áo tuổi trẻ yêu nước, điều đó chưa chính xác cho người làm chính trị. Cái đó phải gọi là phản bội chứ không phải là từ bỏ ha các bạn, đúng không? Khi mà anh đã gia nhập vào một nhóm, cho dù người đó nhóm đó là một người hay hai người, đúng không, mà chúng ta quay mặt đi, trước đây chúng ta đã từng tham gia, chúng ta quay mặt đi và chúng ta chối bỏ nó, tức là chúng ta quay mặt lại, chúng ta phản bội nó, đúng không? Chúng ta phản bội chứ không phải là từ bỏ, đúng không? Giống như trong tình yêu cũng vậy, cho nó khoái nói chuyện tình yêu, đúng không? Trong tình yêu cũng vậy, đúng không? Phản bội tức là người đó, cô đó đã phản bội tôi, hoặc là anh ta đã phản bội tôi, chứ không có nói là từ bỏ hay là từ chối, đúng không? Thì nhắc lại, thì sau khi mà mình coi cái video clip mà Trần Vũ Anh Bình khóc rất nhiều ha, cái video clip mới đây mình thấy đưa trên livestream mà mình cũng có share cho mọi người, hy vọng mọi người cũng bỏ thời gian để xem nghe cho hết, tại vì cái livestream nó hơi dài cho nó nghe hết. Thì khi mà John nghe Trần Vũ Anh Bình nói là, khi mà Trần Vũ Anh Bình thấy, mình nói tên đúng vậy, Trần Vũ Anh Bình hay Trần Hoàng Anh Bình ta? Các bạn ơi, tên gì quên rồi. Trần Vũ Anh Bình, ok, mình nói đúng tên rồi. Trần Vũ Anh Bình đúng rồi. Thì khi mà Trần Vũ Anh Bình thấy Việt Khang xuống sân bay Los Angeles á, thì Trần Vũ Anh Bình mới thấy Việt Khang cặp vai với lại SPTN là Trúc Hồ, là Trần Vũ Anh Bình tắt ngay cái video clip đó, đúng không? Tắt ngay cái video clip đó. Thì John với giật mình, John bảo wow, có vụ này nữa sao? Thì lúc đó John với vô YouTube để tìm lại cái livestream mà cái ngày mà Việt Khang đặt chân xuống sân bay Los Angeles, đúng không? Thì ngoài cái câu nói của Trần Vũ Anh Bình nói về Việt Khang như vậy, là khi mà Trần Vũ Anh Bình thấy Việt Khang đi với lại SPTN, đi với Trúc Hồ, thì Trần Vũ Anh Bình tắt cái video đó, tức là cái sự mà bực tức nó lên rất là cao độ, tắt ngay. Và cộng thêm một cái comment, một cái livestream, no, một cái starter của một người mà John không tiện nêu tên đây, hoặc là John có nói qua, mà không có chắc chắn cái tên của cái người viết starter đó. Thì nói là cái ngày mà Việt Khang đến sân bay Los Angeles hoàn toàn không có một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nào ở đó. Hoàn toàn không có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở đó. Thì hai cái điểm này mà John phải vô trong cái livestream YouTube để coi cái ngày mà Việt Khang đến sân bay Los Angeles để mình xem như thế nào. Thì thật sự đúng là như vậy. Hoàn toàn không có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong đó có một người, có một cô khá lớn tuổi, lớn tuổi rồi, nhưng mà tại vì sống ở bên Mỹ, đúng không? Sống ở bên Mỹ thì nhìn nó trẻ đẹp giống như búp bê vậy. Không biết có sửa không, không biết. Phụ nữ mà làm đẹp đâu sao, đúng không? Thì có một cái cô đó rất là tội nghiệp, mặc áo dài và thấy khoác một cái scarf, tức là một cái khăn cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ, đứng loay hoay phía xa trong cái đám đông người mà đang bu Việt Khang, là trong đó có Trịnh Hộ, có Trúc Hồ, rồi đám nhà báo, rồi Nam Lộc, rồi này nọ,
nhóm của SPTN điếu cày này nọ là đứng bu chung quanh, và chỉ có một cái cô đó thôi là mặc áo dài đội nón cho còn nhớ, khoác một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, không phải cái lá cờ mà cái scarf, cái khăn tròn cổ với biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi. Ngoài ra không thấy có một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nào hết khi mà Việt Khang đặt chân tới Los Angeles. Anyway, thì cái đó là cái sự mà đón chào của SBTN, nó mới có thể nó đặc biệt là như vậy, thì mình không nói thêm. Nhưng cái điều quan trọng ngày hôm nay ở đây, cho muốn nhấn mạnh với lại mọi người, cũng như là Trần Vũ Anh Bình cũng đã từng chia sẻ trên video clip, đây là những cái lời nói của Trần Vũ Anh Bình chứ không phải là John bị ra, đúng không? John còn để cả cái video đây nữa. Thì Trần Vũ Anh Bình có kể ra cái cuộc mà ngày xưa tập hợp tuổi trẻ, thành lập nhóm tuổi trẻ yêu nước nó như thế nào, nó khó khăn ra sao, nó có nhiều cái điều kiện vấn đề như thế nào, và ai là người vũ trực, là ai là người nào, và cái nhóm đó là ai, hoặc là những người liên đới với nhau tạo thành một cái nhóm tuổi trẻ yêu nước đó ra sao, đúng không? Mà ngày hôm nay chính Việt Khang khi đặt chân tới đất nước Mỹ, thì phản bội lại cái tuổi trẻ yêu nước, là nói là không còn liên quan gì tới nữa, không liên quan tới vũ trụ, cũng như không còn cái sự gì mà đối với lại cái nhóm tuổi trẻ yêu nước nữa. Thì thử hỏi các bạn, đây là người trong cuộc nói ra, chứ không phải là John hoặc là một người nào đó ở trên trên diễn đàn Facebook nói ra, đúng không? Đây là người trong cuộc. Và cái clip này Trần Vũ Anh Bình khóc rất là nhiều, mình thấy cũng rất là tội nghiệp đàn ông mà khóc, là thấy là cái sự bức xúc nó cao lắm, đúng không? Và có một cái điểm rất là làm cho vẫn còn đặt câu hỏi, vẫn còn không phải là nghi vấn chứ, vẫn còn đặt nghi vấn, là khi Trần Vũ Anh Bình nhắc tới hai ca khúc Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, thì Trần Vũ Anh Bình có nói một câu là Trần Vũ Anh Bình, nếu mà nói chính xác câu phải ra ta, phải ghi xuống chứ, nhưng mà đại khái nói là cái sự mà thành công nó ngoài cái tầm mà cái sự mà hy vọng cũng như là thành công nó vượt bậc mà Trần Vũ Anh Bình mong đợi, tức là có một cái điểm gì đó mà Trần Vũ Anh Bình vẫn chưa nói ra hết cái vấn đề này, có vẻ nghẹn ngào và không nói rõ ra vấn đề này và lướt qua trong cái video clip đó. Nhưng trong cái video clip này có những điểm mà John cảm thấy rất là đau cho cái nhóm tuổi trẻ yêu nước ở trong nước của nhóm của Trần Vũ Anh Bình, đó là cái sự phản bội của Việt Khang, không chấp nhận đã từng trước đây cùng chung với lại những người trong nước gọi là đấu tranh, đúng không? Các bạn nghe chi tiết, ngày Trần Vũ Anh Bình đi về gọi điện thoại cho Việt Khang còn không trả lời, và gia đình Việt Khang có vẻ giống như không hài lòng, giống như là Việt Khang bị Trần Vũ Anh Bình dụ vào trong nhóm để mà bị tù, đúng không? Để mà bị tù. Thì các bạn biết là con người chúng ta, ai trên 18 tuổi, đó là cái điểm mà quyết định của mỗi người, đúng không? Cái chuyện mà khuyên ngăn, hoặc là cái chuyện mà góp ý của bố mẹ, hoặc là của anh chị em trong gia đình, có đợi chuyện là chuyện thường tình, nhưng cái quyết định là quyết định ở bạn, tại vì bạn 18 tuổi rồi. 18 tuổi là bạn có quyền quyết định cái sự hành động của bạn. Đó là theo luật, ngay cả bên Canada cũng vậy, đúng không? Một đứa trẻ 18 tuổi nó có quyền dọn ra khỏi nhà, nó không cần hỏi những bố mẹ, là nó chỉ báo là ngày hôm nay 18 tuổi rồi, giờ con dọn ra khỏi nhà, cái điều đó đương nhiên thôi, nó tự lo được rồi. Và chính vì sao? Tại vì 18 tuổi cũng đã không còn cấp tiền sử của chính phủ nữa, chính phủ không có cấp nữa, tại 18 tuổi đó là cái tuổi mà bạn có đủ trí thức để mà chịu trách nhiệm cái hành động của bạn. Huống chi là Việt Khang là trên 30, đúng không? Thì đại khái là vì lý do có thể là do Việt Khang khi ra tù đã có âm thầm có những chương trình để mà giúp Việt Khang bước chân đi qua Mỹ vì vấn đề kinh tế, hay là vì vấn đề kinh tế hay chính trị hay nọ. Nhưng tuy nhiên gia đình Việt Khang đã không giống như là welcome Trần Vũ Anh Bình trong cái video clip như anh ta nói. Vậy chẳng lẽ là giống như là Việt Khang đi sai một bước, tức là bị lầm, tức là đi vô cái chương trình mà tuổi trẻ yêu nước này là bị sử dụng, bị gạt để mà bị tù, nhưng mà ngày hôm nay được đi Mỹ thì nó lại khác rồi, đúng không? Nó lại khác rồi. Chứng tỏ là cái sự mà đấu tranh nó không rõ ràng. Nó hoàn toàn không rõ ràng.
ha, nó hoàn toàn không rõ ràng. Đâu phải là Việt Khang còn ở trong nước đâu, Việt Khang đã đi qua tới Mỹ rồi mà còn sợ, còn phải nói là không còn quan hệ gì đối với lại cái nhóm tuổi trẻ yêu nước nữa, Vũ Trực hay này nọ trong cái video clip. Giống như là Trần Vũ An Bình đã phán một câu là nếu không tiếp tục giúp cho nhóm tuổi trẻ nữa thì đừng làm cho nó khuấy động, đừng làm cho nó mất đi cái giá trị của nhóm tuổi trẻ yêu nước. Thì đây là mình có một cái đâu đây, nãy mình có mở lên cho các bạn coi, chờ chút xíu. Nó mất tiêu rồi. Chờ xíu nha các bạn. Chờ, để cho các bạn bằng kè nghe cái chỗ này. Như thế này, chắc chắn là ngoài mặt cụ tù trong vụ án 14 thanh niên. Đây là cái video clip của Trần Vũ Anh Các Bình bạn nói có ha. biết rằng khi anh em mình rơi vào có hoàn cảnh tù đầy thì biết bao nhiêu người ân nhân đã thương yêu cái tên tuổi tuổi trẻ yêu nước. Họ làm bằng cách này, họ làm bằng cách kia, họ làm bằng cách nọ, họ quyên tiền, họ quyên cái lời nói. Cho không muốn làm mất thời gian các bạn có thể vô trong đây và coi lại cái video clip. Nhưng mà đây là cái điểm mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong nước cũng như là ở hải ngoại. Ngày hôm nay những người hải ngoại vẫn còn tung hô Việt Khang ha. Mình không có nói hết là toàn bộ người hải ngoại. Nếu như các bạn coi qua cái video clip mà người trong cuộc là Trần Vũ Anh Bình nói về Việt Khang là người như thế nào, đúng không? Trong cuộc đấu tranh ra sao? Chẳng lẽ vì hai bản nhạc thôi, ngày hôm qua có nhiều người còn vô nói là Việt Khang là một thiên tài. Mình không thấy thiên tài chỗ nào, đúng không? Con người ta có những cái skill riêng rồi. Nhiều khi có những lúc bộc phát viết ra những cái bài hát. Rồi những cái bài hát, cho nó nói trong một cái livestream trước, có những cái bài hát nó trúng vào thời điểm thì tự nhiên nó sẽ nổi tiếng. Giống như là My Heart Will Go On. Nếu mà không có lồng vô cái nhạc phẩm, không có là lồng vô cái phim Titanic thì nó cũng đâu có hay đâu, đúng không? Là vì nhờ và lại lồng vào cái nhạc phẩm Titanic cho nên cái bài hát My Heart Will Go On nó nổi tiếng như vậy luôn. Hoặc là Ghost mà John đã từng nói, đúng không? Giống như ngày hôm qua có một đứa một một cái cô bé ở bên Việt Nam có cái nick là cô bé bán bánh mì đó, viết một bài hát rất là hay mà John chưa có kịp để mà download đây để mở trong chương trình này cho mọi người cùng nghe, đúng không? Cũng là một cái nhạc phẩm đấu tranh các bạn. Nhưng ở đây mình nói lên cái tấm lòng đấu tranh. Trong cái công cuộc đấu tranh đó là họ là những người đấu tranh trong nhóm với nhau mà họ còn quay mặt như vậy. Riêng đối với lại Việt Khang, không riêng gì Việt Khang mà cả Nguyễn Phương Uyên, ngay cả Nguyễn Phương Uyên trong cái video clip này, thật sự là khi mà cho nghe cái chương trình mà khi mà Trần Vũ Anh Bình nói về những bạn trẻ Việt Nam yêu nước, tuổi trẻ yêu nước, thật là mình thấy rất là thất vọng, thật sự là rất là thất vọng, rất là thất vọng. Chứ không phải là mình nói là tự vì nó cái cuộc đấu tranh nó không rõ ràng nó là như vậy đó. Ví dụ như Trần Vũ Anh Bình thì hy sinh ở lại hay nọ, đó là cái điểm mà đó là cái quyền quyết định của Trần Vũ Anh Bình. Nhưng mà mình thấy ngay cả những người Việt cộng đồng hải ngoại tung hô những cái người giống như Việt Khang rồi Nguyễn Phương Uyên, không, Nguyễn Phương Uyên là người đi tù cùng với lại Đăng gì Đăng Khang, tên là Khang mình quên nhớ rồi này, Đăng gì Khang đó, thì Nguyễn Phương Uyên ngày hôm nay cũng đã đi qua tới Mỹ, đúng không? Đã đi qua tới Mỹ. Và khi mình nghe cái livestream ngày hôm qua khi mà Trần Vũ Anh Bình nói rằng là khi mà mẹ của Đăng Nguyên Khang đưa lên cái Facebook là Đăng Nguyên Khang sắp sửa được về rồi, và vô tình mẹ của Đăng Nguyên Khang có nhắc tới tên của Nguyễn Phương Uyên, thì mẹ của Nguyễn Phương Uyên đã phản biện lại trong cái Facebook đó là bắt mẹ của Đăng Nguyên Khang là phải kéo bỏ cái tên của Nguyễn Phương Uyên ra chứ không được để chung vô như vậy. Đinh Nguyên Kha, cảm ơn anh Đức Vũ. Đinh Nguyên Kha, các bạn thấy đấu tranh kiểu gì vậy? Đúng không?
Các bạn thấy đây, đây là những người trong cuộc nói ra mình mới biết, chứ còn mình hoàn toàn mình vẫn còn tôn sùng ô cái em Nguyễn Phương Uyên đó anh hùng quá, đứng trước cửa mòng vào vào móng ngựa vằn móng ngựa để mà đối đáp với lại cộng sản ở trong tòa án, quá là hay. Để ngày hôm nay khi bố bước chân tới Mỹ rồi thì ngay cả người trong gia đình cũng không còn muốn liên lụy tới cái nhóm tuổi trẻ yêu nước, không còn muốn liên lụy tới ngay cả cái người bạn mà đã từng đứng chung trong cái vằn móng ngựa trong cái ngày mà xử án nữa, chứ đừng nói là nói đến tuổi trẻ yêu nước. Người mẹ của Nguyễn Phương Uyên bắt người mẹ của Đinh Nguyên Kha hả? Nó nhanh quá em quên rồi, Đức Vũ ơi, là phải tháo cái tên của Phương Uyên xuống, đừng có gắn chung trong cái Facebook đó, sợ ảnh hưởng sau này chắc không bảo lãnh được. Có thể cô Nguyễn Phương Uyên là sau này không không làm bảo lãnh được, là vì vì vẫn còn đấu tranh, có thể là như vậy. Các bạn thấy công cuộc đấu tranh tuổi trẻ yêu nước cái gì, tuổi trẻ yêu nước cái gì, thì trước khi kết thúc chương trình mình muốn chia sẻ với các bạn trong cũng như ngoài nước, các bạn hãy thấy rõ rằng đến thời điểm này ai mới thật sự là người yêu nước các bạn, ai mới thật sự là người yêu nước, người trong nước hay là người ở hải ngoại? Nó rõ lắm các bạn, đúng không? Nó rất là rõ. Người trong nước thì đấu tranh cho cố, đến lúc mà đi Mỹ rồi thì phản bội phủi tay. Trong có nhiều bạn nói là những người Việt hải ngoại là những kẻ lưu vong, không phải. Đảng Cộng sản còn mong Việt kiều, còn mong những người Việt ở hải ngoại quay trở về để mà mang tiền đô về, cũng như là giúp cho đất nước Việt Nam được giữ vững lại. Chứ nếu không không có những đồng tiền đô của những người Việt hải ngoại đem về Việt Nam thì Việt Nam đã chết từ lâu rồi, đúng không các bạn? Đó là cái nhạc phẩm Hành Trình Tìm Tự Do mà chút nữa đây John cũng sẽ nói một chia sẻ một số về vấn đề mà tình hình đấu tranh các bạn trẻ trong nước ở hải ngoại cũng như là trên diễn đàn Facebook livestream các bạn ha. Thì đầu tiên trước tiên á, John gửi lời chào đến các bạn khi mà John giải thích một chút xíu gì đó về cái lời nhạc trong cái nhạc phẩm Hành Trình Tìm Tự Do, trong đó có cái câu lưu vong, thì hy vọng mọi người hãy hiểu rõ hơn cái câu lưu vong như thế nào. Thật sự chúng ta không phải là lưu vong ha các bạn, chúng ta là những người Việt sinh sống nước ngoài và chúng ta sẽ quay về Việt Nam bình thường thôi, đâu có phải là không được cho vô đâu, đúng không? Chỉ có khi nào mà cộng sản sợ người nào không cho người đó vô á, thì cái đó là tính sau ha. Ví dụ như Lisa Phạm không được về Việt Nam, đại khái đấy. Mình quay lại chương trình ha các bạn. Thì đầu tiên trong những ngày qua vừa rồi chúng ta thấy John có nói về một số về vấn đề mà hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, có làm chung một cái livestream với lại Thanh Luân. Thì mới đây nhất có một số mặt hàng mà đồ hộp của Thái Lan, đóng một Thái Lan đã đưa vào thị trường Bắc Mỹ, như là Mỹ hoặc là Canada hoặc là các nơi. Thì thật ra trong cái hộp nấm mà một người mà đã đưa lên quay video á, thì John cũng đã từng biết cái chuyện đó, John đã từng thấy và không bao giờ ăn, tức là lâu rồi, cách đây xảy ra lâu rồi mà thời điểm đó không có làm livestream cho nên không có đưa lên livestream cho mọi người thấy, đúng không? Thật ra thì John không bao giờ ăn những cái hàng mà hàng hóa đồ hộp các bạn. Tại vì bên đây nấm rồi mọi thứ đều là đồ trái cây tươi hoặc là thực phẩm tươi thì không gì chúng ta ăn ăn loại đồ hộp, đúng không? Có một số những món ăn thì nhiều người lại thích dùng đồ hộp để cho nó tiện là một. Thứ hai nữa là có sẵn trong nhà cái việc đổ vô nấu thì đó cũng là một cái sự thuận tiện. Nhưng sau cái post của cái hộp nấm rơm mà mọi người thấy được rằng ngày hôm nay nó đánh là Made in Thailand nhưng trong đó là thành phẩm của tàu, thì đây cũng là một cái chiêu trò mà muốn tàu cộng muốn đánh sập nền kinh tế của Thái Lan, giống như trước đây đã từng đánh sập nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam. Đó là cái sự thâm hiểm của tàu cộng, đúng không, của Trung Quốc. Đến bây giờ các bạn thấy có ai còn dám ăn những thực phẩm của Thái Lan hay không? Nếu như đất nước Thái Lan họ biết được điều này, họ hiểu được điều này thì cũng đã quá trễ rồi, đúng không? Lượng hàng hóa mà đồ hộp đa số các anh chị nào mà sống ở bên 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 nước ngoài vô các siêu thị, các bạn thấy đa số đồ hộp mà
về trái cây đồ hộp, về thực phẩm đồ hộp đa số là Thái Lan, vì Thái Lan có một cái nền công nghiệp về vấn đề mà sản xuất đồ hộp coi như là có tiếng trên thế giới các bạn. Đa số là đồ hộp là made in Thái Lan. Có lẽ họ có những cái kinh nghiệm cũng như là cái kinh nghiệm để làm để ướp đồ hộp, để chế biến đồ hộp để gửi để xuất khẩu. Thì ngày hôm nay chính Trung Quốc đã đánh vào cái thị trường xuất khẩu của Thái Lan, đó là những mặt hàng đồ hộp. Thì quay lại tại sao mà cho dẫn chứng như vậy là Việt Nam chúng ta trước đây cũng đã từng như vậy đúng không? Chúng ta cũng đã từng xuất khẩu tiêu đúng không? Hạt tiêu các bạn, rồi xuất khẩu các mặt hàng về các mặt hàng thực phẩm, rồi cá, rồi thực phẩm thủy hải sản. Nhưng đặc biệt nói đến tiêu thì các bạn nhớ rằng trước đây Việt Nam cũng là một trong những nước trong vùng châu Á mà xuất khẩu tiêu cho Bắc Mỹ nhiều nhất. Thì chính khi mà Việt Nam có cái nền mà xuất khẩu mặt hàng xuất khẩu tiêu cho Bắc Mỹ, cho tất cả các nước ở bên nước ngoài, thì thằng Tàu Cộng nó nhắm vào mục này và nó vô Việt Nam, nó thu gom những thương lái vô thu gom tiêu, thì Việt Nam, người dân Việt Nam hoàn toàn không biết đúng không? Hoàn toàn không biết. Nó đặt những cái cơ sở để mà xuất nhập khẩu, nó mở những cái văn phòng gọi là trách nhiệm hữu hạn ngay trong tại Việt Nam, và nó đóng gói hàng hóa ngay trong Việt Nam, và nó tiêm nhiễm cho người dân Việt Nam hãy làm đồ giả, hãy pha tiêu vào hột đu đủ, pha tiêu vào những cái hột rau mùng tơi phơi khô, rồi làm những mặt hàng gian xảo để mà trộn vào để mà xuất khẩu. Đến lúc khi mà người dân ở bên này tiêu dùng họ phát hiện ra cái ngành thực phẩm bên này, họ phát hiện ra là những cái hạt tiêu Make in Việt Nam hoặc là những cái sản phẩm của Việt Nam mà đưa qua này hoàn toàn là đồ giả, hoàn toàn là những đồ thiếu chất phẩm, thiếu chất lượng, thì họ không cho nhập nữa. Họ không cho nhập nữa. Và đến ngày hôm nay thì sao? Đến ngày hôm nay khi mà cái ngành xuất khẩu không còn uy tín trên thị trường nữa, thì thằng Tàu nó bắt đầu nó mới vô Việt Nam để nó mua mặt hàng, những mặt hàng của Việt Nam nó đưa về bên Trung Quốc để mà nó đóng gói, nó xuất khẩu. Tại vì ngành xuất khẩu Việt Nam mất tiếng rồi. Là chính vì nó đã đánh vào cái tên tuổi của Việt Nam các bạn. Đánh vào cái tên tuổi Việt Nam chúng ta, cái mặt hàng xuất khẩu. Đó là cái sự cai trị của cái Đảng Cộng sản, của cái đám chóp bu, nó không hiểu được cái nền kinh tế của Việt Nam nó quan trọng đến mức độ nào. Đúng không? Những mặt hàng xuất khẩu nói đến tiêu mình chờ các bạn chờ mình chút xíu nhé. Chẳng quay lại. Thank you các bạn. Nói đến những mặt hàng xuất khẩu, các bạn biết là cái mức mà hàng nhập khẩu từ ở các nước châu Á hoặc các vùng đất nước lân cận đối với khu vực Bắc Mỹ nó rất là quan trọng và làm cái nền kinh tế lớn cho một đất nước đúng không? Thì các bạn thấy nói đến tiêu, đây là hồ tiêu hả bạn? Mình lấy cho các bạn coi luôn. Thì tiêu này á là để coi. Cái này nó đóng gói ở Ottawa, no. Nó đóng gói ở Mỹ. Mặt hàng này. Hạt tiêu này. Ok, cái này nhập từ Ấn Độ ha các bạn. Cái này tiêu này nhập từ Ấn Độ. Còn đây là ớt ha. Cái này để mình cho các bạn Việt Nam thấy đây là cái nguồn hàng mà xuất khẩu của Việt Nam ngày hôm nay đã mất tai tiếng, đã mất tiếng trên thị trường của Bắc Mỹ, mất tiếng trên thị trường thế giới. Lý do tại sao? Còn đây á là ớt. Ớt này các bạn thấy không? Ớt đối với Việt Nam mình là một đất nước trồng ớt cũng đâu phải là thua đúng không? Dân Việt Nam mình ăn ớt, ăn còn đủ loại ớt hết. Mà đây là loại nó gọi là crushed red pepper, tức là ớt đỏ ha. Thì cái này nhập từ Ấn Độ. Từ Ấn Độ ha. Cái này cũng từ Ấn Độ. Mà các bạn biết là tiêu sọ này ở Việt Nam trồng là số 1 đúng không? Việt Nam mình còn có tiêu trắng, tiêu đỏ, tiêu đen này nọ. Mà đến ngày hôm nay các bạn thấy vì cái lý do
vì cái lý do mà thằng Tàu Cộng, thằng Trung Cộng, Trung Quốc nó vô Việt Nam, nó làm những cái thương lái, nó biết chắc cái nền kinh tế của Việt Nam có đầy đủ những mặt hàng để mà xuất khẩu, để mà đấu cái nền kinh tế đối với nó, cho nên nó vô Việt Nam, nó đã đánh sập cái nền kinh tế. Đó là cái nền mà gọi là xuất khẩu hàng hóa đi các nước, đi châu Âu, đi Bắc Mỹ, đi châu Úc. Thì đó là hai cái ví dụ nhỏ thôi mà John giới thiệu với các bạn. Đó là gia đình nhà John, các bạn thấy không? Ớt khô cũng phải là nhập của từ Ấn Độ, tiêu sọ cũng nhập từ Ấn Độ. Đó là cái niềm mà mình muốn nói cho các bạn biết. Đảng Cộng sản hoàn toàn không có một cái tri thức cũng như là một cái tầm mà cái tầm hoạt động về kinh tế cho một đất nước, ha các bạn. Nó chỉ là tối ngày nó tìm sao mà nó thu tiền, mặt thằng nào hút tiền thằng đó để mà cho làm giàu riêng, rồi gia đình con cái thì gửi qua nước ngoài. Đó là cái điều mà tụi nó tự điều quan trọng mà chính tụi nó muốn làm. Rồi thu cái nguồn lợi tức riêng, thằng nào cũng xây biệt thự, thằng nào trong nước cũng như là nước ngoài, chỗ nào cũng xây biệt thự là của mấy mấy thằng chóp bu Đảng Cộng sản. Thì đó là cái điểm mà cho muốn nhấn mạnh cho các bạn thấy tại sao những mặt hàng về nông hải sản cũng như bây giờ sắp tới đây là thủy sản của Việt Nam sẽ bị kiệt quệ, không vào được các thị trường nước ngoài nữa. Những mặt hàng hải sản thì đã bị đánh sập từ lâu rồi. Về vấn đề tiêu sọ ha, có ai đời nào tiêu sọ mà đem đi lấy hột đu đủ với lại hột rau mùng tơi phơi khô mà thiệt. Công nhận á, nó cũng giống thiệt, hột đu đủ mà các bạn phơi khô nhìn nó y chang hột tiêu sọ, không khác tí nào hết, không khác một tí nào ha. Thì chính vì cái điều mà cái nền kinh tế nó càng ngày càng tụt hậu, nó mới tăng cái nền cái nợ công của ngày hôm nay. Ngày hôm qua cho có đọc một cái bài báo ở trên trang mạng, nợ công ngày hôm nay của Việt Nam trên mỗi một đầu người, một bé mới bắt đầu sanh ra thôi đã gắn trên đầu 52 triệu. 52 triệu là bao nhiêu ngàn đô? 52 triệu chắc ở khoảng mấy ngàn đô đúng không các bạn? Thì đại khái là trên bài báo Lao Động, tức là nợ công ngày hôm nay trên một đầu người, một đứa trẻ mới sanh ra là đã gắn 52 triệu đồng tiền nợ. Thì nói đến nợ công, nói đến vấn đề mà nợ xấu của một đất nước nó đơn giản lắm. Tự vì có nhiều đứa dư luận viên, có nhiều kẻ dư luận viên hoặc là tình báo Hoa Nam gì đó, nó làm cho người dân trong nước, những người mà không để ý đến cái nợ công là gì, cái tiền mà cái là tiền chết, là đép á, tiền đép của một đất nước là như thế nào. Ai cũng chỉ có đâm đầu đi làm cơm áo gạo tiền, buôn thúng bánh bưng, còn thanh niên thì cứ cắm cổ đi học. Họ không để ý đến cái nền kinh tế cũng như là chính trị của Việt Nam ngày hôm nay như thế nào, nợ công nó ra sao. Một đứa trẻ mới sanh ra bắt đầu mà đi nói chốt một chút xíu, nói vui một chút xíu, hai vợ chồng trẻ mà mới cưới nhau, nghe bà xã có bầu vui quá, đi vô siêu âm phát, ví dụ như là không có sinh đôi thì thôi, thì ok siêu âm con trai 52 triệu ha, bắt đầu thiếu 52 triệu. Nhưng mà lỡ mà siêu âm một phát á, mà là sanh đôi một cái, tức là 104 triệu, đúng không ạ? Mình lập gia đình bên này á, nói đó là nói cái chuyện vui đúng không, mình cũng rất là muốn là bà xã có con, có bầu sanh đôi, để mà mình thích có con sanh đôi đúng không, nhìn nó thích nó mặc dù nuôi con sanh đôi, mình có một người bạn con sanh đôi nuôi rất là cực, nhưng mà chính bản thân mình cũng thích, rất là thích. Tại vì bên này nếu mà có con sinh đôi thì mình còn được nhận tiền chính phủ double đúng không, mình được nhận tiền sữa tiền này tiền kia double lên, đâu có sao đâu, mà mình gia đình mình được vui. Còn bây giờ ngày hôm nay các bạn trẻ Việt Nam lập gia đình, siêu âm một cái mà thấy có một đứa thì là 52 triệu, mà siêu âm hai đứa là 104 triệu. Đó là cái nợ công mà một đứa trẻ bắt đầu hình thành trong bào thai là đã thiếu nợ rồi. Thiếu nợ đây là gì? Đó là cái số tiền mà của một đất nước bị tụt hậu về nền kinh tế, mà khi mà mọi người, tất cả từng người dân
là người công dân của Việt Nam trên một đất nước bắt buộc phải chịu cái gánh nợ đó, là vì đất nước muốn muốn xóa bỏ cái nợ đó thì phải như thế nào? Phải lấy thuế của người dân mà thôi, dùng cái thuế của người dân để mà trừ dần. Nhưng mà các bạn thấy nền kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay ra sao? Càng ngày càng thiếu nợ, càng cái tiền nợ nội, cái nước mà tiền mượn của quốc tế để mà về đầu tư trong nước đã không kịp để tiền mà để mà trả nợ đáo hạn, cái tiền nợ càng càng tăng lên. Cách đây không lâu, khoảng 3-4 bữa nay thì một bài báo nói về cái ngành mà đóng tàu, đóng tàu tàu sắt, các bạn không thấy không, công nợ lên tới 470 tỷ đó. Tức là Việt Nam chỉ có nợ và nợ chứ không có tiền để mà trả nợ. Cho nên chính vì điều đó, một số bạn dư luận viên, các bọn dư luận viên hoặc là những kẻ mà nó không hiểu hoặc là cố tình nói là Canada cũng thiếu nợ vậy, Canada cũng có nợ, cũng có tiền, có nợ chết vậy, có debt vậy, tức là rồi Mỹ cũng có debt vậy. Đương nhiên là có, Canada cũng có và Mỹ cũng có, nhưng phải hiểu rõ một vấn đề, một đất nước ví dụ nói riêng Canada, cho dù hàng năm thủ tướng và trên bộ máy, trên trên quốc hội, họ luôn luôn công bố cái con số mà, tức là số debt á, số tiền thiếu á, của ngân sách á, thì họ phải công bố lên. Nhưng mỗi một thời hạn họ luôn luôn cố gắng làm sao để mà có tiền thu nhập để mà đập vào cái tiền debt. Nhưng đối với một đất nước tư bản phát triển như thế này, cái tiền debt nó không phải là cái quan trọng, là tự vì họ còn tài nguyên, họ còn nhân lực, họ còn kinh tế của họ vẫn còn mạnh, đồng tiền của họ có giá trị trên thương trường, có giá trị trên thế giới, đúng không? Ví dụ như họ in ra một tờ $100 thì họ đã trả nợ. Ví dụ như giờ họ thiếu nợ một cái công ty, mình nói một cái chu vi nhỏ, họ thiếu nợ công ty của Việt Nam là $1,500,000, họ chỉ cần in ra $100 là họ đã trả được bên Việt Nam rồi. Đó là mình nói một cái ví dụ nhỏ để mình không có cần mường tượng đến con số gọi là tỷ tỷ hoặc là nọ, đúng không? Thì bọn dư luận viên á, hoặc là những kẻ mà cố tình này khác, thì họ ngồi đó thì đa số những người mà businessman này nọ, họ sảng khoái thì đồng hay đồng họ cho họ ha. Chứ còn nếu mà đi ra những thành phố phố nhỏ hoặc là những cái vùng lân cận, cho đố các bạn tìm được một người ngồi ăn xin, không bao giờ có. Không bao giờ ha. Không bao giờ có. Trong khi ở Việt Nam, từ thành phố cho đến tỉnh lỵ, từ trong ngõ hẻm cho cùng ngõ hẻm, các bạn đều thấy có người đi ăn xin, gõ cửa đi ăn xin, đúng không? Đó, cái điểm mà mình muốn giải thích cho những người mà không hiểu vấn đề, rồi những người không nắm rõ vấn đề, giống như thằng Lợi Minh, đúng không? Thằng Lợi Minh nó nói xấu, nó là ở bên Mỹ là cũng có người đi xin ăn này nọ, không phải. Không phải. Hoặc là nó, thằng Lợi Minh đó đã cố ý nó quay những cái video mà khu vực mà gọi là food bank á, đó. Thằng Lợi Minh đã từng quay một cái khúc video mà những người mà họ gọi là họ bị mất sức lao động, tức là họ không đi làm việc được nữa, thì họ đứng xếp hàng để vô food bank, họ lấy đồ ăn thôi, chứ không phải là họ xin ăn. Không phải họ xin ăn, là mình phải nói lại là có thể trước đây họ đi làm việc, họ đã từng đóng thuế cho chính phủ, đúng không các bạn? Họ đã từng đóng thuế cho chính phủ, thì ngày hôm nay họ bị một cơn sốc nào đó, họ bị vợ bỏ, họ bị bồ bỏ, hay là họ bị một cái gì đó, thì họ mới xảy ra như vậy. Và khi họ xảy ra như vậy rồi thì chính phủ vẫn phải lo cho người ta, là vì trước đây tôi đã từng đi làm và từng đóng thuế cho chính phủ, thì ngày hôm nay tôi không có khả năng đi làm nữa, thì tôi xếp hàng ở đây để tôi vô food bank, tôi lấy thức ăn, tôi ăn, cái chuyện là normal, chuyện là bình thường, đúng không? Thì đó gọi là một cái xã hội, một cái đất nước nhân bản, nó có qua có lại, có sự bảo vệ lẫn nhau, đúng không? Ngược lại, các bạn thấy người dân ở Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Đóng thuế cho cộng sản sặc máu mà nó có lo cho các bạn hay không? Không. Các bạn phải thấy rất rõ cái điều đó. Không. Cho dù các bạn đóng bảo hiểm đi chăng nữa, bảo hiểm ăn quỵt luôn. Các bạn đi làm quỵt tiền lương luôn, bảo hiểm quỵt luôn. Tiền gửi ngân hàng, ngay cả tiền của các bạn gửi ngân hàng mà nó còn giật luôn, vàng gửi ngân hàng giật luôn. Thì các bạn phải thấy một xã hội như thế nào, một xã hội kinh tế, chính trị cũng như là xã hội nó lụi bại như thế nào. Ngày hôm nay ở đất nước Việt Nam,
do cai trị của bọn cộng sản. Các bạn thấy rõ ràng đúng không? Đó là một số vấn đề mà mình nói riêng về kinh tế, một số vấn đề riêng về kinh tế của Việt Nam. Bây giờ mình ngưng lại cái chuyện này, mình xin chuyển chủ đề. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi. Cụm nhanh quá ta. Lúc nãy mình nói chuyện là 10 giờ, nửa tiếng rồi. New Jersey có ăn xin đó nha. Thêm một cái điểm này nữa các bạn. Ở những cái highway, nói về vấn đề ăn xin ở những cái highway ha, thì có nhiều người họ đứng, họ hay dơ những cái bảng để mà họ xin tiền á. Đó cũng là những cái người mà họ không còn sức lao động nữa, họ đứng họ xin, ai cho ông cho thôi. Những cái người xin tiền nó vẫn được lương của, vẫn được tiền của chính phủ cho ha, vẫn được tiền của chính phủ cho hàng tháng. Đó là cái phúc lợi xã hội, đúng rồi, phúc lợi xã hội của người văn minh ở đất nước Việt, đất nước Canada là như vậy. Đó là nói về vấn đề mà gọi là người dân khi mà đặt chân đến đến Canada hoặc Mỹ. Nói chung Mỹ với Canada cái system hệ thống nó rất là giống nhau, 9-10 chứ không có khác. Lý do tại sao 9-10 thì tại vì một số nó khác, ví dụ như là về y tế thì bên Canada là 100% free, còn bên Mỹ thì bạn phải mua bảo hiểm thì bạn mới được chính phủ lo, hoặc là những người mà ít income, tức là tiền lương ít, thì chính phủ Mỹ cũng có những cái nhà thương, người ta tiếng Việt dịch sơ sơ là nhà thương thí đó, tức là bạn vô họ cũng vẫn điều trị cho bạn, đúng không, chứ không phải là họ bỏ không bạn. Còn những người mà mức lương từ bao nhiêu, cho cái này cho không nắm rõ, nhưng mà những người làm mức lương cao thì cái điều đó mình phải tự mua cái bảo hiểm riêng để mà tự điều trị, đúng không, chứ không phải là ăn cũng có bảo hiểm là nhà thương Mỹ nó cho chết, không có. Còn riêng đối với bên Canada này thì 100% là free ha. Khi các bạn vô bệnh viện hay gì đó thì dù bạn không đi làm, dù bạn lương 100 ngàn, 1 triệu hoặc là mọi người đều chữa như nhau, không có sự khác biệt ha các bạn, không có sự khác biệt. Khi mà ở Canada này, khi mà đi vô nhà thương, ai cũng như ai hết. Một khi bạn đã có một cái OHIP, tức là riêng cái bên này là gọi là OHIP, thì là Ontario Healthcare, cái gì ta? P là gì? Không biết, personal chắc, quên là không dịch được. Thì cái thẻ đó thì là dành riêng cho người Ontario, thì khi một khi bạn đã có thẻ đó của chính phủ cấp rồi, thì bạn đi vô bệnh viện, bạn đi gặp bác sĩ, tất cả đều free hết ha. Đó là riêng đối với Canada thì có một chút nó khác với bên Mỹ. Tức là Canada 100% y tế là free. Còn Mỹ thì có nhà thương free, nhưng mức lương của bạn là phải ở cái mức độ nào thấp hơn cho phép thì họ vẫn điều trị free cho bạn. Bây giờ mình chuyển chủ đề một chút, mình chuyển chủ đề một chút là nói về trong những ngày qua tình hình mà trên diễn đàn livestream cả. Trên diễn đàn livestream các bạn thấy có nhiều người livestream và fighting nhau, tức là giống như là anh Henry Bun. Anh Henry Bun đã cố mà để đưa ra những cái chứng kiến của anh để nói về những cái nhóm mà đấu tranh dân chủ cuội, hoặc là những người đã làm cho cái công cuộc mà đấu tranh cũng như là truyền thông nó bị loãng. Dọn qua Canada. Welcome to Canada. Canada vẫn còn ít người lắm. Canada là đất nước lớn thứ nhì, hình như là nhất thế giới rồi. Nhưng mà hiện tại Canada bây giờ mới có 33 triệu dân ha các bạn ha, rất là ít ha. Welcome to Canada. Anyway, thì nhắc lại về vấn đề mà các anh chị mà đấu tranh trên truyền thông, trên mạng truyền thông, cũng như là đấu tranh trên trong nước, hoặc là những cái nhóm đấu tranh trong nước hoặc là ở nước ngoài, những hội đoàn, một chút những cái chia sẻ theo cái nhận định của John, các bạn thấy nhìn chung khi các bạn và mọi người theo dõi những cái chương trình, những cái livestream truyền thông, nếu như các bạn có cái sự nhạy bén, có sự nhạy bén mà các bạn thấy được, thì các bạn sẽ thấy được người đó là thật sự họ đang cất tiếng nói đấu tranh từ trong đáy lòng của họ, từ trong tâm của họ, đúng không? Từ trong tâm của họ, chứ họ không muốn bỏ thời gian, phí thời gian vì gia đình, vì con cái, vì mọi thứ để mà họ ngồi lên đây để mà họ tìm một cái
cái danh ảo vọng nào đó, đúng không? À, đối với John thì các bạn thấy John thì cũng ít lên livestream lắm, tại vì cũng rất là busy, một tuần lên được một lần như vậy là may mắn lắm rồi, đúng không? À, thì các bạn cũng thấy nếu như nhiều trong những ngày qua có nhiều người có gửi message cho John nói là những nhóm livestream dân chủ cuội ở bên Việt Nam cũng như là bên những người mà kết nối với lại bên Benny Trương cũng như là Tân Thái đang chửi Henry rất là nhiều, đang chửi Henry Bằng rất là nhiều. Thì thứ nhất á, mình không có ngồi đây để mình phân tích là Henry Bằng đúng hay là cái nhóm dân chủ cuội đúng hay này nọ. Nhưng mình mong các bạn hãy nhìn vào trong những cái diễn đàn để các bạn thấy được cái tâm của cái người đang làm diễn đàn nó như thế nào, đúng không? Cái tâm của họ làm để giúp cho Việt Nam, giúp cho đất nước Việt Nam có một cái nguồn thông tin nó nhanh hơn, nó rõ ràng hơn, để mọi người cùng nhau thức tỉnh để làm sao mà lật đổ được cái chế độ cộng sản, giúp cho người dân trong nước có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Còn riêng đối với những người mà ngồi làm livestream mà mong những cái lượng view hoặc là mong làm sao để cho nhiều người biết tới, chúng ta sẽ nhìn vô các bạn biết ngay. Các bạn biết ngay. Ha. Thì đó là cái điểm mà mình muốn nhắn gửi đến mọi người là đừng nghĩ là khi mà Henry Bằng lên livestream lên lôi những cái nhân vật đó ra để chửi hoặc là để vặt mặt ra để cho mọi người thấy được cái nhóm đó là nó đang cố tình làm cho cái truyền thông đưa về Việt Nam cũng như là những cái ý thức hệ của người dân trong nước không hiểu được vấn đề hoặc là sẽ bị confused, tức là bị không biết là người này nói đúng hay là người kia nói sai, không biết được. Một cái điểm nhỏ mà các bạn thấy rằng đối với lại Benny Trường hoặc là Tân Thái là người sống ở bên hải ngoại, đúng không? John thì không có khẳng định nói hai người đó là cộng sản hay nọ. John chưa bao giờ nói những người đó là cộng sản. Đối với những anh em cất lên tiếng nói dân chủ, John rất là vui có những người lên được livestream ngồi đây nói, cũng là có một cái sự hy sinh. Thứ nhất là hy sinh về thời gian các bạn. Cuộc sống bên này thời gian nó quý lắm, mà ngồi đây mà đã hy sinh, và John vừa nói chuyện, John vừa coi giờ là John đã bỏ ra bao nhiêu tiếng ở đây, đúng không? Chứ không thể nào ngồi lái linh thêm bất tử mà 3-4 tiếng, không có được, không thể nào được, đúng không? Cố gắng thôi. Thì rất là quý, thứ nhất là về thời gian những người đó đã bỏ ra. Nhưng tuy nhiên các bạn, mình bỏ ra thời gian làm sao có lợi cho người dân trong nước, chứ không phải chúng ta ngồi đây bỏ ra thời gian để chúng ta mang được cái tiếng chương trình của Tân Thái và Benny Trường rất là nhiều người coi, hoặc là những người đấu tranh ở trong nước họ luôn luôn họ muốn contact, họ muốn join vô những cái chương trình của Tân Thái và Benny Trường thôi, chứ không có vô những chương trình khác. Thật sự nha các bạn nha, không có ít những người trước đây, ngoài đám những người mới đây như là Võ Hà hay là những cái gì đó đại khái nhiều quá John không có để ý nữa, thì trước đây có nhiều bạn là trẻ ở trong Việt Nam, khi mà họ nói là cho em vô chương trình của anh để nói chuyện, John không bao giờ cho vô. Không phải ở đây là mình nói là mình ích kỷ, hay là ở đây là mình nói là mình muốn là cái chương trình của mình là mình ngồi nói, không phải. Chúng ta hãy phân định rõ ràng đấu tranh trong nước và người đấu tranh ở nước ngoài đưa thông tin về Việt Nam để giúp cho người trong nước, như vậy nó không có bị xáo trộn, đúng không? Người trong nước ngày hôm nay, những người cất lên tiếng nói đấu tranh dân chủ, có những người họ nói là ví dụ như câu nói của Võ Hà, của cô Võ Hà, cô ta đã khẳng định rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, và cô ta luôn luôn chấp nhận cái điều đó là đúng. Và khi có nhiều người nói với John là tại vì anh John không hiểu cái chiêu trò của cô Võ Hà. Chúng ta phải đấu tranh rõ ràng, trắng là trắng, đen là đen, chứ không phải là chiêu ở đây, đúng không? Chứ không phải trắng mix với đen nó ra gray, nó ra màu xám, không phải là như vậy. Để cho những người mà họ đã không nắm rõ về tình hình chính trị, họ không nắm rõ về cái cuộc mà sự cai trị của Đảng Cộng sản nó như thế nào, để mà họ thức tỉnh. Tại vì một người lên làm livestream, một người ví dụ như là
Bùi Minh Hằng thì nói là yêu cờ đỏ, làm gì thì làm, từ ngày cô ta sinh ra cũng như là làng xóm, như là khi cô nơi cô ta sinh ra thì cờ đỏ là cái cờ tổ quốc, cho nên cô ta vẫn tôn trọng cờ đỏ. Ok, cái chuyện tôn trọng cờ đỏ đó là chuyện của cô ta, nhưng chúng ta đang đấu tranh để lật đổ cộng sản, mà lá cờ đó là lá cờ của cộng sản, đúng không? Nó rõ như vậy, chúng ta phải rõ như vậy. Hoặc là Võ Hà nói là không có từ, không có chối bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh một năm, cô ta đều cho điều đó là đúng, thì cái chuyện đó là chuyện của cô ta. Nhưng về những cái diễn đàn của Benny Trường cũng như là Tân Thái đã kết nối với những người này, họ đã dùng những người này để đưa vào chương trình, thì như vậy cái người trong nước, những người mà họ chưa từng bao giờ để ý đến chính trị, về kinh tế, về về cái chế độ cộng sản nó như thế nào, thì họ hoàn toàn sẽ bị, họ hoàn toàn sẽ bị lạc hướng. Họ không biết là người hải ngoại và người trong nước, một người thì vẫn yêu Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh một năm, một người ở bên này thì nói là cần Đảng Cộng sản phải thay đổi, thì chính cái người mà trong nước họ có ngồi nghe thì chăng nữa họ cũng sẽ bị, họ sẽ bị là sao động, không hiểu là đi đường nào cho đúng, đúng không? Đi đường nào cho đúng. Và rất là một cái điểm mà, cho nên đó là cái điểm mà riêng đối với cá nhân Tròn, đúng không? Tròn có một cái quan niệm là nếu như ở trong nước các bạn thấy đối với Đảng Cộng sản nó dùng tất cả những cái luật để mà có thể bắt tất cả những ai mà cất lên tiếng nói, cho dù đó là chiêu hay không chiêu, nếu như mà nằm trong tầm nhìn của nó, đúng không các bạn? Nếu mà nằm trong tầm nhìn của nó. Cho chính vì vậy những người mà muốn nói với Tròn là Tròn lên mạng kết nối, Tròn không nhận lời, là tự vì nó rất nguy hiểm. Họ sẽ nói là mày là kết nối với lại cái người đó, để mà cái người đó ở hải ngoại để chống cộng, để mà lật đổ cộng sản. Nó đến nó bắt một cách ý gì, ví dụ như Võ Hà, ví dụ như Sĩ Đăng, ví dụ như Biển Mặn, ví dụ những ai đó, những cái nhóm mà Kim Chi, hoặc là những cái nhóm đó, nếu như kết nối với người nước ngoài mà nằm trong tầm nhìn của Đảng Cộng sản mà là nguy hiểm á, thì đâu còn ngồi đó giờ này mà ngồi đó mà thiên thiên bất tử các bạn. Không được. Một cái luật cho không làm ra luật mà cho không có thể nói được. Mày kết nối với người nước ngoài mà cái thằng đó nó đang tìm cách chống Đảng Cộng sản, mà mày kết nối với nó, tức là mày kết nối với nó thì mày muốn lật đổ chế độ cộng sản, chụp ngay, đơn giản vậy đó. Nó còn đơn giản hơn là điều lệ 77, 88, 128 gì đó của cộng sản, đúng không? Nhưng các bạn phải nhìn lại những cái nhóm này nó là như thế nào, đúng không? Nói ra đến đây không phải nói là đấu tranh dân chủ là phải bị tù với gọi là đấu tranh dân chủ, không phải. Chúng ta biết rõ cái chế độ độc tài, cái chế độ cai trị độc tài của cộng sản, chúng ta phải biết rõ, đúng không? Đánh phải nói xấu lại những nước tư bản như là Mỹ hoặc Canada cũng là thiếu nợ. Cái thiếu đó chỉ là để cho những thủ tướng hoặc là những tổng thống mà bắt đầu nhận nhiệm kỳ, họ cố gắng làm sao cho đất nước mạnh hơn. Tuy nhiên phía sau họ, cái nguồn lực cũng như là nguồn tài nguyên nó vẫn còn nằm đó, đúng không? Nó vẫn còn nằm đó. Canada này, mỏ vàng, mỏ dầu, các bạn thấy không? Ở Alberta chuyên về sản xuất dầu, dầu ở Canada xuất khẩu qua bên Mỹ rất là nhiều ha. Mỹ là mua dầu của Canada cũng rất là nhiều. Còn Mỹ còn ngầu hơn, Mỹ còn có tài nguyên mà còn không chịu khai thác. Chơi ngầu vậy đi mua. Đó là cái điều mà mình nghe sơ qua các bạn nói. Tức là thật sự là Mỹ, các bạn, Mỹ ở California là có những mỏ vàng rất là lớn ha. California khi mà mình đọc qua những cái tiểu sử cũng như là những cái vùng đất California là đó là mỏ vàng rất là nhiều ha. Mỹ đâu cần khai thác, đúng không? Họ không cần khai thác mà đất nước của người ta còn là một cường quốc rồi, huống chi là họ khai thác. Là tại vì sao họ không muốn khai thác? Là vì cái nguồn nhân lực cũng như là cái nền kinh tế của họ mạnh rồi, họ tự deal với lại các nước chung quanh, cho đến khi nào mà tất cả các nước chung quanh chết rồi thì may ra họ bắt đầu họ mới dùng cái tài nguyên trong nước của họ, giống như Canada vậy. Dầu mỏ dầu của Canada là lấy từ cát các bạn ha. Canada là có một cái mỏ dầu ở trên Alberta, họ lấy từ cát, họ lọc dầu ra ha các bạn. Canada rất là cũng cái nguồn tài nguyên cũng rất là phong phú, và hầu như họ chưa cần phải khai thác nhiều,
họ chưa khai thác nhiều các bạn. Đó là mình nói một số vấn đề về về kinh tế của Việt Nam, cái nền kinh tế về xuất nhập khẩu cũng như là về cái nguồn nợ công. Một chút nguồn nợ công để cho các bạn trẻ hiểu được là đừng nghĩ rằng nước Mỹ, nước Canada ăn cũng thiếu nợ vậy. Đừng có lo, cái này là gọi là lo bò trắng răng đó. Lo bò trắng răng. Các bạn biết, chỉ cần nói một cái ví dụ này nữa thôi thì các bạn sẽ thấy được cái nền kinh tế cũng như là đất nước người ta. Một đứa trẻ sanh ra ở Canada, bắt đầu ngày sanh ra là tại bệnh viện họ đã làm giấy tờ sanh lúc mấy giờ, ngày mấy. Tính từ lúc đó, một tháng sau là tiền vô, tiền của chính phủ cho liền, đúng không? Tiền cho liền, một tháng một đứa tiền sữa là khoảng 700 mấy, cho vô liền, đúng không? Rồi cộng tiền này tiền kia vô. Nếu mà bạn nói là một đất nước Canada cũng thiếu nợ, tôi không thấy cái điều đó. Trong khi một đứa trẻ ở Việt Nam mới siêu âm thôi là đã gánh nợ 52 triệu rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản để mọi người thấy được những cái xuyên tạc của đám dư luận viên hoặc là những người mà không hiểu rõ vấn đề mà cứ nói là Canada cũng thiếu nợ, Việt Nam cũng thiếu nợ, chuyện là bình thường. Không phải, không phải các bạn. Các bạn thấy được cái cuộc sống, cái giá trị và cái cuộc sống của con người nó như thế nào, đúng không? Canada sanh ra, bắt đầu sanh ra có giấy ký của chính phủ, có giấy ký của bác sĩ ở nhà thương là bố mẹ đã bắt đầu là có account của đứa bé, là chính phủ đã gửi tiền vô ngay, đã gửi tiền sữa vô ngay. Một đứa là 700 mấy, hai đứa là 1000 mấy liền, đúng không? Con của John đến giờ phút này vẫn còn nhận tiền sữa cho tới 18 tuổi các bạn. Nó nhận tiền sữa tới 18 tuổi, tức là hai đứa nhóc. Cho nên các bạn trẻ ở Việt Nam khi các bạn có gia đình, lập gia đình, ai cũng mong có con, đúng này nọ, không? Mà nếu như các bạn nghe được cái tin ở một đứa con sanh ra như vậy, nó thiếu 50 mấy triệu như vậy, các bạn có thấy đau lòng hay không? Các bạn có thấy sợ hay không? Tuy là các bạn nói con mình nói là thiếu nợ, tức là một con số ảo, nó không ảo một tí nào các bạn. Nhiều bạn nói là nói như vậy là con số ảo chứ đâu có ảnh hưởng tới mình. Nó ảnh hưởng chứ các bạn. Khi mà bạn đưa bà xã đi vô sanh thì tiền viện phí nó đã chạc vô trong đó, và tiền viện phí đã có những cái khoản tiền bác sĩ, rồi tiền đỡ đẻ, hoặc là những cái tiền đó các bạn đã đóng thuế trên đó rồi. Đó là một cách con số âm thầm các bạn đã trả, chứ các bạn đừng nghĩ rằng nó có nhiều người hôm vừa rồi message cho nó cái nợ công như vậy là con số ảo thôi, nó chỉ nói là một người là sanh ra như vậy là 50 mấy triệu là số ảo. Nó không ảo, mà chính các bạn phải trả cho cái tiền đó. Những ông bố bà mẹ, chồng đưa bà xã đi săn, tiền trả tiền xăng, đó là tiền thuế đã trả trên xăng rồi. Đi vô bệnh viện trả tiền bệnh viện, tiền viện phí đã trả tiền trong đó rồi, đúng không? Đã trả tiền những cái tiền thuế, những cái tiền service, những cái tiền mà để cho người ta phục vụ đã là trả tiền rồi. Và những đồng tiền đó nó đã gắn trong cái tiền nợ công mà các bạn đang âm thầm trả mà các bạn không biết. Ha. Cho nên tại sao cái cuộc sống cũng như cái nền kinh tế của Việt Nam ngày một nó tụt hậu, người dân Việt Nam cuộc sống ngày càng khổ sở hơn, cùng cực hơn, đó là những cái con số nợ công mà Đảng Cộng sản ngày một đè trên, gánh nặng trên người dân để mà rút tiền của người dân để mà trả cái tiền nợ công chung của đất nước. Nhưng cái tiền cái phone của John nó hết pin, chờ chút nha, John cắm pin. Đừng hết pin nha, sorry các bạn, cái phone nó báo hết pin. Đúng không? Mình nói lại, đó là tiền nợ công ha các bạn. Thì mọi người cứ nghĩ rằng là cái tiền nó không ảnh hưởng đến mình. Nó ảnh hưởng chứ. Cho nên tí lý ngày hôm nay các bạn thấy đi ra ngoài đường, con nít đi bán vé số, ông bà già, ông bà lão đi xin ăn bán vé số, mọi người. Tại vì sao? Tại vì cái nguồn nợ công của đất nước nó cao quá, không có cái nguồn để mà gọi là phúc lợi cho người dân, mặc dù người dân vẫn đóng thuế đều đều, vẫn hàng ngày vẫn phải đổ xăng đóng thuế, tiền ăn tiền thực phẩm đi chợ vẫn đóng thuế, người dân đi xe vẫn đóng thuế. Nhưng người dân Việt Nam không có nghĩ xa hơn là mình đang âm thầm trả thuế cho Đảng Cộng sản, đúng không?
Nhưng người dân không nhìn lại là Đảng Cộng sản đã dùng cái thuế đó để làm gì? Để xây biệt thự, đúng không? Để bỏ vào tài khoản riêng, thằng nào cũng có mấy trăm triệu đô la, chứ không nói tiền Việt Nam nhé các bạn. Trăm triệu đô la hay không? Các bạn thấy khui ra không? Trăm triệu đô la. Con thì đi qua Mỹ sống, đi qua Mỹ học, đúng không? Mua biệt thự, tiền bạc triệu trong tài khoản, ha? Cái điều rất là rõ, nó rõ, mọi việc nó rõ như ban ngày. Rất là may mắn ngày hôm nay nền mà gọi là internet cũng như là thông tin trên mạng nó rộng rãi, mọi người còn thấy ra được, đúng không? Chứ còn ngày xưa ví dụ như cho thấy là có nhiều lúc mà nhiều bạn post những cái hình, ok, đây là nhà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là nhà của Kim Tiến, đây là nhà của trưởng công an, rồi đây là nhà của Trọng Lú. Các bạn có nhìn những căn nhà không? Nói thật nha, nhà của Thủ tướng Justin Trudeau bên này mình thấy còn chưa bằng á. Cho mình nói cho bạn biết, đúng không? Nhìn những căn nhà mà của gọi là những tài phiệt của Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó còn khủng bố hơn là những căn nhà mà ở mà của những thủ tướng cũng như là tổng thống ở bên nước ngoài các bạn. Cho nên đó là cái điểm nhỏ mà cho muốn chia sẻ với lại các bạn trẻ ngày hôm nay, để các bạn thấy được rằng cái nợ công cũng như là cái tiền nợ mà của Việt Nam là các bạn đang gánh và các bạn đang âm thầm trả, chứ không có ảo ha, con số đó không ảo một tí nào. Tại vì nếu như những cái nợ công cũng như là cái tiền nợ công cũng như là tiền debt của một đất nước mà nó không bị nhiều á, thì cuộc sống nó sẽ dễ thở hơn, đúng không? An sinh xã hội nó sẽ tốt hơn, sẽ không có nhiều những đứa trẻ phải bỏ học, không có nhiều những đứa trẻ phải bỏ học để mà đi bán vé số hoặc là đi lượm ve chai, ông cụ bà già không phải đi lang thang trên những đường phố để xin ăn. Cái điều đó nó không có ha, nó không có. Nói đến xin ăn thì mà chắc cái chuyện này cho có nói rồi, nhưng mà cho nói nhanh để trong cái chương trình này luôn. Có nhiều người mà ở bên Việt Nam hoặc là một số người mà họ đi du lịch, một du lịch ngắn hạn, đúng không? Khi mà họ đi du lịch đó, thì thường họ đến những thành phố lớn các bạn. Họ đến những thành phố lớn thì đa số những thành phố lớn, ví dụ như mình đi bên đây thì Toronto, Montreal hoặc Vancouver, những thành phố lớn, thì khi mà thành phố lớn nó sẽ tập trung đủ các loại người, nó đủ các loại người các bạn. Thì đa số cách đây khoảng mười mấy năm có một người bạn bên Việt Nam qua du lịch, thì sau đó thì người bạn cũng nói là ồ, bên Toronto vậy cũng có người đi xin ăn chứ đâu không có. Thì mình có giải thích nhìn những cái người đó nó có hai loại. Nó gọi lại ha. Một loại á, nó gọi là nhóm hobo people. Hobo people đó là một cái loại người như ta như vậy. Họ không có muốn có nhà. Bây giờ cho nhà họ cũng bỏ ra, họ đi lang thang vậy đó. Họ đi lang thang hết vùng này đến vùng kia, hết bang này đến bang kia, họ đi xe lửa, họ cứ nhảy lên xe lửa họ đi, và chính phủ có cấp giấy cho họ để đi được free ha, đi miễn phí. Đó là nói riêng cái nhóm hobo people. Mà khi các bạn nhìn thấy cái nhóm hobo people này nhìn nó khủng khiếp lắm, nó rất là dơ. Và nó ở dơ còn ghê hơn là những người đi ăn xin ha các bạn. Nếu như các bạn đi trên đường phố, bạn thấy những người mà tóc tai dơ, rồi có người nuôi cả chuột, họ ôm cả chuột, họ nuôi trong người, tức là họ nuôi trong người luôn. Thì đây là cái nhóm người hobo people. Nếu như các bạn mà không muốn biết tìm hiểu nhiều thêm chi tiết nữa thì các bạn vô Google, các bạn đánh hobo people ha, hobo people, đó là cái tên mà dành riêng cho cái nhóm hobo people này. Họ đi ăn xin, họ phải ăn xin đâu, họ cứ ngồi vậy, họ để vậy, ai cho nhiều cho rồi họ ăn, đúng không? Tuy nhiên bên mặt trong đó họ vẫn có tiền của chính phủ cho các bạn. Họ vẫn có tiền của chính phủ cho. Nếu mà họ trong ngày họ để nón tiền, họ không có tiền thì họ vẫn đi vô food bank. Ở Toronto này có một cái chỗ mà tập trung cho những người mà nó gọi là food bank, để cho người ta đến đó họ ăn free đó các bạn. Giờ sáng, giờ lunch, giờ dinner thì ai mà ấy muốn vô cái việc ăn thì đa số là súp rồi những cái món ăn Tây thôi, đúng không? Thì ai muốn vô ăn thì ăn. Đó là những nhóm người hobo này. Nếu như họ không tìm được tiền trong ngày thì họ vô đó họ ăn. Vậy thôi. Và ngoài ra chính phủ vẫn cho tiền, vẫn có tiền của họ. Nếu mà người hobo đó thuộc bên nhóm Canadian
hoặc là nhóm người hobo đó thuộc bên United States, tức là bên Mỹ, thì họ vẫn có tiền và họ làm những công việc như vậy, họ cứ ngồi để họ xin ăn. Nhưng mà thật sự họ không phải là xin ăn ha. Nói riêng ra nhóm hobo people. Một nhóm thứ hai đó là những nhóm người có thể như là họ bị stress, họ bị bệnh về tâm lý, mentally problem, tức là họ bị bệnh, họ không thể nào có khả năng làm việc, hoặc là họ bị alcohol, họ bị uống rượu nhiều quá, rượu bên này nó rất là nhiều đúng không? Cho nên ai mà uống rượu thường á thì sẽ rất là dễ bị gọi là nghiện rượu, nghiện rượu. Các bạn cho đã từng làm cho những cái shelter ở chính phủ đó, thì các bạn biết những người mà nghiện rượu nó khủng khiếp lắm, nó khủng khiếp, nó không thua gì những người mà nghiện xì ke khi lên cơn ha các bạn ha. Cho nó chứng kiến rất là nhiều người, rất là nhiều case mà những người nghiện rượu ha các bạn, tay chân họ cũng rung hết như vậy là mà họ cũng không nói được nữa, và lên cơn không thua gì những người mà nghiện xì ke. Cho nên những cái người này họ nếu mà bị nặng á thì chính phủ sẽ giữ họ trong những shelter để mà điều trị đúng không, họ sẽ therapy, họ điều trị cho họ. Nhưng có những người mà bị nhẹ nhẹ, tức là còn ok đó, thì họ ngồi trên đường như vậy đó, tại họ không còn làm việc gì được nữa, họ chỉ ngồi đó để mà những người đi quay lại giống như John, hoặc những người cảm thấy được, thông cảm được những người này thật sự là họ bị mentally problem, họ không có khả năng làm việc được nữa là vì họ đã bị lỡ bước chân, bị sa cơ thất thế vì một cái điều lý do gì đó, bị bồ bỏ không này ví dụ bị bồ bỏ buồn quá, uống rượu ngày một, ngày đầu tiên uống xịn, ngày thứ hai nửa lít, ngày thứ ba một lít, cái bốn hai lít, uống từ từ nó tăng lên, thế là đến một lúc nào đó bị nghiện rượu mà không biết đúng không, thì họ ra họ xin ăn, họ ngồi họ xin tiền, họ ăn trong ngày. Nhưng khi họ ngồi như vậy họ vẫn có tiền của chính phủ. Chà là nó bị vợ đổi nhá. Nhưng mà thường họ để có một lon thôi nha, chứ không phải họ để 5 lon nha. Cho có biết có người coi bói, có người có tới 5 lon lận. Nhưng mà những người này họ để có một lon thôi. Anyway, thì nói lại thì đó là mình nói về những ai mà đi du lịch đến những thành phố lớn mà các bạn thấy những người mà họ ngồi họ xin tiền như vậy. Họ không phải là vô cớ họ ngồi như vậy. Có những nhóm người là hobo, nhắc lại một lần nữa, hobo people. Và những nhóm người họ mất cái khả năng làm việc, họ phải ngồi như vậy. Và họ ngồi như vậy không phải là họ đã bị hoàn toàn thất bại ha. Tức là họ ngồi như vậy không phải là họ sẽ bị chết đói. Chính phủ vẫn lo và người dân xung quanh vẫn lo cho họ. Đó là gọi là một cái đất nước gọi là nhân bản đúng không các bạn? Thì thử hỏi coi, ở bên Việt Nam cho dù có sức khỏe đi chăng nữa cũng không có việc làm, vẫn cũng còn đi ăn xin hoặc là chết đói rồi đúng không? Huống chi là làm sao so sánh được một người bình thường ở bên Việt Nam so với lại một người gọi là vì uống rượu hoặc là vì bị hút sắt mà họ không còn làm việc được nữa, mà họ vẫn được chính phủ bảo vệ, họ vẫn được chính phủ cho tiền bảo vệ ha. Sorry Đức Vũ. Đó ha, cho nên mình nói cho các bạn thấy rằng nếu như các bạn đi, mà đặc biệt nha, chỉ những thành phố lớn thôi. Chỉ những thành phố lớn các bạn mới thấy những người ngồi ở trên những cái dọc đường, những con đường chính nữa, chứ không phải là họ ngồi lung tung đâu. Ví dụ như ở New York thì có thể họ ngồi ở những Manhattan hoặc là những cái trục đường chính thôi. Còn ở Toronto này thì họ ngồi ở những đường dân hoặc là ở những cái đường mà trục đường chính mà của khu business. Đâu là trắng, đâu là đen. Ví dụ như ở Hàn Quốc, người dân không có quyền, có một cái video mà John chia sẻ, người dân còn không có quyền nói lớn, tức là không được có quyền coi phim Mỹ, không được coi những bộ phim của Mỹ hoặc là những cái gì bên ngoài đưa vô, không có internet, không phải nọ. Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, Đảng Cộng sản thôi chứ không phải Việt Nam, Việt Nam không có Cộng sản. Còn may mắn là được Mỹ và các nước chiếu cố, nó còn nhẹ một chút xíu là các bạn còn nghe được tiếng nói của nước ngoài, các bạn còn sử dụng được internet, các bạn còn này nọ. Thì chính vì cái điều đó mà các bạn phải suy nghĩ lại, những cái nhóm mà lên kết nối mạng với lại bên thị trường hoặc Tân Thái nói thao thao bất tuyệt như vậy mà họ không bị gì, thì các bạn phải đặt câu hỏi thôi. Riêng đối với bên thị trường và Tân Thái,
Nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta ngồi làm một cái livestream, chúng ta yêu đất nước Việt Nam, yêu quê hương đất nước Việt Nam đang gặp nguy nan, những tình hình về kinh tế, nếu chúng ta không nói về được kinh tế, chúng ta có thể nói về chính trị. Chúng ta không nói được về chính trị, chúng ta có thể nói về xã hội. Chúng ta có nhiều cái cách để nói, đúng không? Chúng ta có thể nói để mà truyền đạt những thông tin về cho Việt Nam. Chứ không phải chúng ta, cái này mình không phải lên lớp bên thị trường hoặc là tân thái, nhưng mà mình thấy như vậy làm cho cái cuộc đấu tranh này nó loãng ra và nó đi sai. Chứ không phải mình ngồi lên đây mình mở cái livestream lên để cho mình bên Việt Nam họ tự, họ join vô để mà họ nói thiên nói tự. Còn bên đây thì mình nói Cộng sản phải cần thay đổi. Bên kia thì nói là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Thì cho đến bao giờ mới không còn Cộng sản trên đất nước Việt Nam, đúng không? Sau đó thì ngồi đó nói thì bắt đầu bên này có những kẻ Cộng sản nó nằm vùng ở bên này, các bạn thấy mấy ngày qua không? Lôi Minh rồi một cái thằng ở đâu đó, nó cắm cờ đỏ sao vàng bay tung bay ở trước cửa nhà nó luôn đó, các bạn thấy không? Thì những cái dạng mà Cộng sản âm thầm, những cái dạng mà du học sinh Cộng sản, những cái dạng gia đình Cộng sản, nó mới len lỏi vào những cái chương trình của Ben Đi Trường hoặc Tân Thái. Nó nói cái cô Võ Hà đó nói hay quá, Kim Chi vừa rồi mới than là không có tiền để trả tiền nhà, hoặc là Biển Mặn cần tiền phải trả internet hoặc này nọ ha. Thì cái dạng mà Cộng sản ngầm ở bên này nó không có cho nhiều, nó làm bộ nó đưa cho Ben Đi Trường hoặc là Tân Thái tiền để mà cho những cái kẻ này tiếp tục nói đi. Ồ, anh Tân Thái ơi, bên thị trường ơi, cái cô Kim Chi này tội nghiệp, cố chịu khó lên làm livestream quá, mà cố vừa rồi cô viết một cái status là tháng lương kỳ này trả một nửa tiền ăn, vậy còn một nửa tiền trả tiền phòng, hết một nửa tiền phòng rồi tiền ăn đâu đủ, thấy tội nghiệp quá, thôi em gửi cho cô 100 đô, anh làm ơn anh chuyển cho cô đó được hay không? Các bạn biết những cái đồng tiền đó là những cái tiền âm thầm của Cộng sản. Nó làm cho những cái kẻ ở bên Việt Nam, những kẻ đấu tranh cuội này kết hợp với Ben Đi Trường và Tân Thái để mà làm loãng cái thông tin, vậy thôi. Và chưa kể những cái số view nó lên tới 800 cho tới 1000, hoặc là những cái số mà nó bật lên những cái số sai, những cái số mà view này nọ. Đó là những cái điều mà cho muốn chia sẻ. Nói đến Tân Thái ngày hôm nay ở đây, các bạn, mình muốn nói chuyện là những anh em mà làm livestream ở đây, Tân Thái các bạn thấy cũng có nhiều người hỏi cho là tại sao lâu rồi không thấy anh nói chuyện với Tân Thái, không có lên livestream cùng với Tân Thái. Thì các bạn biết trong những ngày đầu tiên mà Tân Thái lên livestream thì đó là người bạn của cho, người bạn đầu tiên livestream, đúng không? Các bạn biết là cái nơi mà Tân Thái ở và cho nó cách nhau 3 tiếng đồng hồ. Thì rất là vui trong những ngày đầu mà hai anh em mà giúp nhau làm livestream các bạn. Đối với Tân Thái các bạn biết lúc mới lên làm thì đâu có ai để mà vô để mà coi, đúng không? Thì John là người cũng là kết nối với Tân Thái để mà giúp những cái bài share để cho mọi người họ biết đến tên tuổi của Tân Thái, đúng không? Thì các bạn biết rằng mình nói ra đây để mình thấy được cái sự đấu tranh cũng như là hy sinh của mọi người. Ví dụ như bên Tân Thái là 9 giờ đêm, Tân Thái đóng cửa tiệm, về nhà 9 giờ, 9 giờ rưỡi, có khi 10 giờ. Thì các bạn tính đi, Tân Thái đối với bên Toronto mình cách nhau 3 tiếng. 10, 11, 12, 1 giờ. John phải thức khuya từ 1 giờ sáng để mà ngồi bật cái chương trình của Tân Thái lên để mà share, để mà comment. Đó là một cái cách gọi là mãi võ sân đông đó. Thật sự là lúc khởi đầu là phải mãi võ sân đông thôi, đúng không? Mình phải mãi võ sân đông, nhưng mãi võ sân đông trên cái phương diện là để kêu gọi mọi người vào nghe chương trình, chứ không phải là mãi võ sân đông để mà đánh cho mình một cái tên tuổi hào quang, thì nó khác các bạn ha. Cho muốn nhấn mạnh cái điều đó. Những cái thời điểm đó Tân Thái lên 10 giờ đêm thì John phải 1 giờ sáng ở bên này. Mà các bạn biết có gia đình có vợ mà 1 giờ đêm đi ra ngồi bật livestream lên để mà share rồi comment này nọ. Các bạn thấy có ngày bà xã đã đẩy xuống dưới basement ngủ luôn chứ đừng nói, đúng không? Nhưng mà vì cái công cuộc truyền thông để mà đưa cái thông tin về cho Việt Nam và mọi người hy sinh những cái gì mà có thể hy sinh được, thời gian, cá nhân, bất kể những cái gì có thể hy sinh được đều làm được, đúng không? Cũng giống như những cái ngày John không có chối cãi, những ngày mà John bắt đầu ra làm livestream đầu tiên thì là Jenny cũng là người mãi võ sân đông cho John. Tại vì trước đó mình mới ra làm livestream thì mình đâu có friend, mình đâu có ai mà add vô trong friend để mà coi mình đâu, thì là Jenny là cũng là người mà làm mãi võ sân đông cho John để mà kêu gọi mọi người là vào coi chương trình của anh John, đúng không?
Thì cái điều đó không phải ngồi mình ngồi đây để mình kể công này nọ, nhưng mình ngồi đây để mình nói lên mọi người hãy thức tỉnh và hãy coi lại cái cách livestream của mình xem nó có hợp lý hay chưa. Chúng ta làm livestream để chúng ta lấy một cái tên tuổi, hay chúng ta làm livestream để chúng ta còn làm loãng đi cái công cuộc đấu tranh cho mọi người dân trong nước bị hoảng loạn, không biết tin ai và không biết nghe ai. Tại sao ngày hôm nay thấy Henry bàn chửi lung tung những người đấu tranh dân chủ trong nước, thì những người đó nói, ủa những người đấu tranh dân chủ đó đang kết nối với lại những người ở bên nước ngoài hải ngoại mà tại sao Henry bàn lại chửi, thì mọi người lại đổ dồn vào chửi Henry thì rất là tội nghiệp, đúng không các bạn? Mình ở đây mình lên tiếng nói để mình thấy được cái sự đấu tranh cũng như là livestream ngày hôm nay nó là như vậy. Không, trong cái công cuộc mà làm livestream, nếu như không có những người cất lên tiếng nói phản biện lại những điều sai trái, thì ngày hôm nay những cái vụ kiện Huỳnh Quốc Huy, những cái vụ kiện Lâm Ngân Mai, những cái vụ kiện, những cái sự kiện mà lừa bịp, nó tới đâu rồi các bạn? Nó tới đâu rồi? Đúng không? Đó là về vấn đề livestream các bạn. Và quên nữa, và sau đó có một thời gian John đã block Tân Thái. Lý do John block là lúc đó hai anh em vẫn còn làm chung với nhau, nhưng mà lúc đó Trịnh Du đang bị problem về vấn đề mà vụ Lâm Ngân Mai, về vấn đề cờ vàng, thì Trịnh Du với tìm người để mà livestream, mà lên để mà tìm. Trời ơi, Quân nó sao gọi? Quân đừng gọi nha, anh đang làm livestream. Mới contact với lại Tân Thái để mà làm livestream, thì Trịnh Du cũng đã gọi cho John để mà muốn coi cái livestream của John để mà nói về vấn đề Lâm Ngân Mai, thì John không đồng ý, John không có làm. Nhưng mà Tân Thái thì tiếp tục làm với Trịnh Du, tại vì lúc đó Tân Thái cũng chưa có nhiều người biết đến đâu, thì muốn contact nhiều người để mà làm cho nhiều người biết đến mình. Thì John rất là bực bực cái vấn đề đó, là tại vì cái tình hình, cái sự kiện Lâm Ngân Mai nó đang sốt dẻo, mọi người đang rất là bực mình vấn đề đó, mà tại sao Tân Thái lại đi kết nối với lại Trịnh Du. Thì từ đó John mới nói Tân Thái là nếu mà anh mà còn tiếp tục mà làm livestream choi với lại Trịnh Du là John sẽ block anh. Thì John rất là thẳng tính. Thì mình warning 3 lần đối với Tân Thái, và sau đó Tân Thái vẫn tiếp tục với Trịnh Du là John block luôn. Là tại vì John không có muốn làm cho cái cộng đồng mạng họ có một cái nhìn là cái người đó như vậy, tại sao liên kết với cái người đó để rồi làm cho cái người nghe họ bị hoảng loạn, đúng không? Họ không có biết đâu là đúng, đâu là thật, đâu là sai. Đó là vấn đề mà mình, tại sao mà John không bao giờ mà cho người Việt, cho những người Việt ở trong nước họ kết nối. Nếu mà họ mặn dạn, họ cất lên tiếng nói, họ tự làm livestream đi, đúng không? Họ tự làm livestream giống như thằng Quang Lùn đi, tự động lên, hoặc là giống như con Thái Ngọc Nhiên đi, đó, tự động lên như vậy, đó mới là hay, đúng không? Như vậy nó lại hay hơn là những người mà đấu tranh dân chủ cuội mà kết nối với lại những người giống như là Benny Trường hoặc là Tân Thái ở bên này. Võ Hà muốn yêu đất nước Việt Nam, muốn tôn vinh Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm, muốn làm chiêu trò gì cứ việc lên tự động mà chiêu trò, đúng không? Biển Mặn hoặc là Kim Chi hoặc là những cái nhóm mà này nọ xì dầu này nọ, muốn làm gì cứ việc lên tự làm bên Việt Nam, cất lên tiếng nói, đúng không? Còn những người ở bên này, nếu như chúng ta có những thông tin gì tốt, những cái lẽ gì hay, những cái điều gì hay, chúng ta có khả năng ngồi làm livestream được thì chúng ta lên làm để truyền về Việt Nam. Đó là cái điều mà tại sao xảy ra những cái chuyện mà giống như Henry đã phải lên tiếng. Tại vì Henry là một người rất là trực tính. John biết Henry cũng rất là lâu rồi. Thì ngay cả vấn đề mà khi mà John lên tiếng mà đưa thằng Huỳnh Quốc Huy ra về vấn đề lừa bịp, thì Henry cũng là một trong những người mà giúp John, rồi Quân Bảo, những người mà họ cảm thấy là bức xúc vì cái cuộc đấu tranh giúp cho người dân Việt Nam có một cái sự tự do sớm hơn, thì họ phải lên tiếng thôi, đúng không? Họ phải lên tiếng thôi. Cho nên mình mong các bạn hiểu rằng không phải tính cách của Henry. Nếu như các bạn thấy Henry có gia đình rồi, có công ăn việc làm, nếu mà không làm thì cũng không lên livestream còn khỏe hơn, đúng không? Giống như chó không lên livestream còn khỏe hơn. Nhưng mà vì mình thấy mình có cái khả năng để lên đây mình ngồi mình nói chuyện, cũng như là mình có những cái thông tin hay trong nước cho để mình truyền lại về trong nước, thì mình nên ngồi đây truyền lại cho mọi người trong nước họ nghe để họ hiểu được. Giống như cái lúc lúc đầu tiên cho nói về vấn đề nợ công, về vấn
đề tình hình mà nhìn cách nhìn của Việt Nam đối với lại người hải ngoại, những tình hình ăn xin là đó, những cái tình hình đó là mình phải nên nói ra để cho người trong nước họ hiểu để mà họ có một cái nhận thức là đất nước Việt Nam đang bị tụt hậu, chúng ta cần phải đứng lên cùng nhau cất lên tiếng nói để mà có được cái cuộc sống giống như John Nguyễn, hoặc giống như Lisa Phạm, hoặc giống như Henry Bành, hoặc là những người bên đó họ đã kể cái cuộc sống như là cái tự do, cái niềm tự do nhân bản của một đất nước, đúng không các bạn? Đó là về vấn đề mà mình nói về vấn đề livestream mà nó xảy ra cái sự mà đấu đá nhau ha các bạn ha. Cái sự đấu đá nhau nó là như vậy. Trong công cuộc đấu tranh đừng bao giờ nói chiêu ở đây. Những cái chiêu mà lập lờ con cá vàng là không có chiêu. Các bạn nhớ lại những cái vụ mà những cái chạm bot không, đúng không? Đó, đứng lên đấu tranh đã xong hát bài Như Có Bác Hồ. Cuối cùng bây giờ sao? Những chạm bot vẫn tiếp tục hoạt động. Có những người mà đi qua chạm bot đi trễ năm đi để chạy xe chậm 5 phút đã bị vô phạt rồi. Đó, các bạn ngồi đó hát đi. Đó là chiêu sao? Không phải. Khi các bạn đã đứng lên đấu tranh có phải đấu tranh toàn diện, đánh sập cái chạm bot chứ không phải là để đó vừa có mở cửa ra cái được 30 ngày là bắt đầu hát Như Có Bác Hồ, sau đó nó đập lại liền. Ha? Cho nên đừng bao giờ ngồi đây nói chuyện với cho là à, Võ Hà nói câu đó là chiêu, Bùi Thị Minh Hằng nói như vậy là chiêu, là từ vì họ trong nước. Nếu như chiêu, họ không cần phải nói những cái câu đó ra, họ có thể nói lên những cái sự kiện cai trị của Đảng Cộng sản, những cái điều mà cuộc sống của người dân Việt Nam đang bị khổ, những cái công nợ, những cái bất công của trong nước, đó là đủ rồi, đúng không? Còn đằng này phía sau đó họ có một cái sự support, họ có một cái nhóm đã giúp họ nói để mà kết hợp với lại Benny Trường như Tân Thái để làm cho cái công cuộc mà truyền thông nó bị hoảng loạn, nó bị sao lãng các bạn, 100%. Chứ John cũng chưa bao giờ chụp mũ là Tân Thái hay Benny Trường là Cộng sản, nhưng mà John là người đã từng bị đã từng bị một người cũng là Facebooker, là cái gì ta quên rồi, Phương Trang hay gì đó, cái cô Phương Trang mà lên karaoke mà karaoke thâu lại chứ không có hát sóng đó. Cô đó đâu mất tiêu rồi không biết, nhưng mà cũng có một tầng bây giờ đặt cho nó ngày xưa là mật vụ Cộng sản. Đó, có người nói cho là Cộng sản luôn, nếu mà cho Cộng sản thì cho đâu phải đi làm cực dữ vậy, đúng không? Nói cho các bạn biết vậy. Đó là vấn đề livestream. Còn riêng về những cái cái sự kiện mà nói về vấn đề người đi tị nạn các bạn. Lúc nãy mình nói lúc mấy giờ ta? Mình nói gần một tiếng nè. Nói thêm một cái topic này nữa rồi mình chia tay ha. Gần một tiếng rồi. Nói về vấn đề những người đi tị nạn các bạn. Tị nạn rất là nhiều đúng không? Trước đây, đây là mình quay lại về cái nhạc phẩm Hành Trình Tìm Tự Do ha các bạn. Hành Trình Tìm Tự Do. Đây là bắt đầu mình nói về vấn đề tự do và những khía cạnh của mỗi một người khi đi tìm tự do nó như thế nào, đúng không? Đối với chúng ta thì có những người, trước hết là những người đi vượt biên, thứ hai là những người được đi may mắn hơn, may mắn thì không đúng may mắn, có người hy sinh để mà cả gia đình đều được đi đến tìm tự do, đó là những người cô chú bác HO đã phải hy sinh cuộc đời của mình trong những trại tù của Cộng sản và sau đó được chính phủ Mỹ đưa qua bên Mỹ. Rồi có những người thì đi định cư theo diện con lai, có những người mà nuôi con lai thì được chính phủ Mỹ cũng cho đi. Rồi những dạng giống như đi làm sở Mỹ, rồi những người đi du học, rồi những người đi, tức là rất là nhiều dạng. Và kế đến nó rõ hơn, cách đây mấy ít bữa thì nói về vấn đề Việt Khang, ngày hôm nay John lại nhắc lại vấn đề Việt Khang. Thì một cái livestream trước John có nói về cái sự khác biệt giữa Việt Khang và Trần Vũ An Bình là hai người cái sự may mắn nó khác nhau, đúng không? Thì sau cái chương trình đó thì John cũng Trần Vũ An Bình cũng message cho John nói là nếu mà John nói Trần Vũ An Bình không được đi Mỹ là không đúng, là từ vị Trần Vũ An Bình không có muốn làm đơn để xin tị nạn. Thì ok, cái đó là cái nguyện vọng của Trần Vũ An Bình thì mình cũng không có nói được, không biết là đúng hay sai thì mình không nói được. Đó là cái Trần Vũ An Bình nói lại cho John biết, thì John biết như vậy. Nhưng tuy nhiên sau cái chương trình, một vài cái chương trình Việt Khang, đặc biệt là cái chương trình vừa rồi tại Arizona, thì các bạn thấy trước khi nói về Việt Khang thì
John không có theo dõi cái livestream mà khi mà Việt Khang đặt chân tới sân bay Los Angeles.